Còn tinh văn giữ điều học là cố chính ta sẽ dễ vui uống rượu và cắt chắc. Ikmani panjasika vadhani sadukang katuang pamaden chakalang samarakitapang. Chư Phật tử, sau khi thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo rồi, phải ráng nguyện giữ hành theo cho được trong sạch, đừng có dễ vui. Ma bâm tê dạ chinh. Sì lê na su khá tín doan tị, sì lê na phô khá sâm bá đai, sì lê na nê phú tín doan tị tà thú mai, sì lăng quỷ số thá dê. Các chúng sinh đã sanh về cõi trời cũng nhờ giữ giới, được giàu sang đầy đủ tài sản cũng nhờ giữ giới, được giải thoát nhập Niết Bàn cũng nhờ giữ giới. Bởi các cái cho nên chư Phật tử phải ráng thọ trì giới luật cho được trong sạch, đừng để lầm nhơ. Sa thú sa thú sa thú lành thay. Út ta mặn về nó quanh đề hằng thà đa phần trùng qua rút ta mặn bút thề vô ca li tô đô tô túc thô ca ma tu tăng ma măng. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ di trần với chân Đức Phật là đấng chí tôn chí thánh, các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo, cúi xin Phật bảo xá tội lỗi ấy cho con. Út ta mặn về nó quanh đề hằng thầm mạnh cha đức vi thần qua rằng thầm mê vô ca li tô đô tô thầm mô ca ma tu tăng ma măng. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành, các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo, cúi xin pháp bảo xá tội lỗi ấy cho con. Út ta măng về na quanh đề hằng sẵn thành cha đức vi hồ ta măng sẵn thề vô ca li tô đô tô sẵn phô ca ma tu tăng ma măng. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là phàm tăng và thánh tăng, các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo, quý xin tăng bảo xá tội lỗi ấy cho con. Con xin con xin cung thỉnh sư Trí Đức cầm mic để chúc phúc cho đạo tràng ngày hôm nay. Hoa tu sắp và mong gà lăng ra khăn tu sắp và đế hoa ta sắp và phút đá hai nô pha quê nà sà đào sô thi phú văn tu tê. Hoa tu sắp và mong gà lăng ra khăn tu sắp và đế hoa ta sắp và thăm ba nô pha quê nà sà đào sô thi phú văn tu tê. Hoa tu sắp và mong gà lăng ra khăn tu sắp và đế hoa ta sắp và sang khá hai nô pha quê nà sà đào sô thi Phật văn tu tê. Tất cả hạnh phúc hằng có đến người cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự thành lợi thường thường đến người. Sô a thất lạc thô sô kỳ tổ pa ra nô hô bồ tát sa ta ne a rô go sô kỳ tổ hôi sa tập bê nha thiết phi sa thất lạc tha Sư Kỳ Tà Vô Rô Na Ha Bồ Tát Sa Ta Nê A Rô Ga Sư Kỳ Tà Hô Hì Sa Ha Sa Bê Nha Thí Phi Tê A Tha La Tha Sư Kỳ Tà Vô Rô Na Ha Bồ Tát Sa Ta Nê A Rô Ga Sư Kỳ Tà Hô Tha Sa Ha Sa Bê Hì Nha Thí Phi. Cầu xin cho các thiện tín được sự lễ, được sự an vui, được sự tăng hoa trong đường Phật Đạo. Cầu xin cho các thiện tín khỏi bình hoàn, được an vui cho mình và những người trong gia quyến cả thảy.
Con xin hồi hướng phước này khắp cùng pháp giới muôn loài chúng sanh, mẹ cha quyến thuộc xa gần, hiện tiền quá vãng thập thần phước duyên, cầu xin hộ pháp chư thiên, phát tâm hoan hỷ báo truyền giúp cho thảy đều hưởng vị cam lồ, đạo căn bất thối, tâm vô khổ sầu. Lời vàng chư Phật thâm sâu, thấm nhùm trăm họ năm châu thái bình, nguyện cầu tất cả sinh linh đồng lương chánh pháp, quang minh chung truyền, tính tâm giữ vẹn một niềm cung bồi phúc huệ tròn duyên đạo màng đạo màu. Y đằng vô nha ti năng hô tu sĩ ta hồng tú, y đằng nô nha ti năng hô tu sĩ ta hô tú, y đằng nô nha ti năng hô tu sĩ ta hồng tú, y đằng qua tâm nay phun nhang khai gia quá hằng hồ tú, y đằng nay phun nhang nhất ba sa bắc cha vô hồ tú. Ma ma phùng nhập pha gầm sắp tắc sắp tà năng pha chê ní đề sắp đề nê sa năng phùng nhập pha gầm la bằng tụ sa thú sa thú sa thú lành thay. Do sự bất báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã quá vãng, cầu mong cho các vị ấy hằng được sự an vui. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin chưa hướng đến những thân bằng quyến thuộc còn đang hiện tiền, cầu mong cho các vị ấy được hằng sự an vui. Xin do phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là pháp duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngũ nằm nơi tâm. Do phước báo mà chúng con trong sạch làm đây, hãy là pháp duyên lành để hỗ trợ chứng đắc niết bàn. Xin chia phần phước đã tạo trong ngày hôm nay đến cho tất cả chúng sanh, nguyện cho tất cả chúng sanh được hưởng đồng điều cả thảy như sau. Sa thú, sa thú, sa thú. Con xin tác bạch thỉnh pháp sư. Ê quăng sa hàm bát tì râm ma pha ca quanh tăng á kha chắc tha tùng hì pha quê na tăng bút thô kha gu nghe na thi hoa sa gia tăng hà vút tha gia pha đề na mi đà đà dân ta tô ga tô hằng cháu vấp già đa vô này về a măng pha về chi thầm ma tô ta tô pháp bút tì sâm bút thô a nu na thầm ma đề sa năng mà cấp quát ca ni đề xê chi sắc ca năng ác ca chi thác thăng tê na sa tu ấy vô bằng tê đề xê tu thăm ma đề sa năng sắp bà di thác pha lý sa gia anúc thăm phăng thi khà ta huệ. Phạm thiên thành kính thẳng khoảng khoảng. Phạm thiên thành kính khẳng hoảng. Phật nhậm lời nhưng chỉ hơi nhất lòng mở đạo dạy đời. Nhắm vườn lọc giả ngày giờ chân sáng.
Tăng thuyết pháp độ các hàng đệ tử có năm thầy thính giữ pháp trừ, đó là nhóm Kiều Trần Như được ném hương vị hữu dư niết bàn, rồi từ đó mở mang giáo pháp 45 hạ giáp vẹn toàn, một lòng chẳng thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm, cả tam giới thừa ăn phổ cập, đám mưa lành rưới khắp thế gian, bởi nhân cớ tích rõ ràng, thỉnh ngài thuyết pháp nơi đàn từ bi, chúng sanh ngồi khắp chốn ni, tối mê cầu được trí tri vẹn toàn. Con xin cung thỉnh sư Liễu Tông cầm mic để trả lời thuyết khách, là thử mic để coi có âm thanh có rõ không, rồi sư cầm mic và trả lời những câu hỏi của các quý vị trong đạo tràng. Con xin kính chào các sư, các cô tu nữ và các quý vị trong đạo tràng. Con xin trả mic lại ạ. Nam mô Tát Sa Pha Hoa Tô A Ra Hà Tô Sam Ma Sam Bồ Tát Sa. Nam mô Tát Sa Pha Ga Hoa Tô A Ra Hà Tô Sam Ma Sam Bồ Tát Sa. Nam mô Tát Sa Pha Ga Hoa Tô A Ra Hà Tô Sam Ma Sam Bồ Tát Sa. Nam mô Bồ Tát Gia Kinh Bạch Chư Tôn Giả Kinh Thưa Cho Cơ Sinh Nam Cư Sinh Nữ Trong Đạo Tràng. Hy vọng quý vị nghe tiếng chúng tôi rõ. Nam mô Bụt Thầy á. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Giá. Dạ con Nguyên Trang, dạ trước hết con ngài Trí Đức, ngài Liễu Tông, dạ kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni và con kính chào toàn thể đạo tràng ạ. Dạ hôm nay con xài cái iPhone đó, nên con cũng không biết là nếu mà mọi người mà giơ tay con không biết là con có thấy bàn tay không ạ, nên con cũng không có chắc. Dạ ngài kêu con thì con xin lên ạ. Dạ sau đây con kính mời đạo tràng, dạ con cảm ơn đạo tràng cho con biết được tín hiệu. Dạ sau đây con kính mời đạo tràng cùng tham gia đặt câu hỏi. Hôm nay là ngày Chủ nhật, sáng Chủ nhật bên Việt Nam. Dạ cũng như thường lệ mỗi tuần là ngài Liễu Tông sẽ đến với đạo tràng và trả lời những thắc mắc, những thắc mắc của mình trong một tuần tu học ạ. Dạ nên con kính mời đạo tràng cùng tham gia đặt câu hỏi, những câu thắc mắc của mình. Quý cô chú có thể giơ tay lên hỏi trực tiếp với ngài, hay là có thể chat trên màn hình và con xin đọc câu hỏi ạ. Dạ sau đây con kính mời đạo tràng cùng tham gia. Dạ nếu mà có quý vị nào có giơ tay mà con không thấy thì con xin sám hối, làm con làm phiền đạo tràng là chat trên màn hình giùm con ạ. Dạ. Dạ bạch ngài, con chưa thấy có câu hỏi à ngài. Dạ ngài, nếu mà đạo tràng chưa có câu hỏi, dạ con kính xin ngài, con có một câu hỏi, một cái thắc mắc ngài. Mà nếu mà con có, cái này con chỉ nghe câu hỏi thôi nha ngài. Nhưng mà nếu mà con có cái gì thì ngài tha thứ cho con ạ. Dạ bạch ngài, nếu như mà mình là người Phật tử đó ngài, mà con nghe thí dụ như mình là người Phật tử, mình có quyền nói cái câu là một vị sư nên xả y. Cái đó nếu mà mình nói như vậy, mình có phạm vào một cái tội không ngài, hay là cái nghiệp như thế nào? Và con kính xin ngài có thể chỉ dạy cho chúng con được hiểu rõ hơn, để chúng con không có mắc phải những lầm. Và con kính dâng mic lại cho ngài ạ. Nam mô Bụt Thầy Giả Kinh Bạch Chư Tôn Giả Kinh Thưa Cho Quý Vị. Thật sự là cây sinh nam của sinh nữ thì không có
không thể nói như vậy được. Với chuyện ông sư xã y đó, khi nào phạm một trong bốn cái lỗi rất là nặng. Cái thứ hai, trường hợp cá nhân của vị sư đó không thể tiếp tục con đường phạm hạnh của mình. Khi mà không có thể tiếp tục con đường phạm hạnh của mình thì vị đó có quyền xả y. Còn trong trường hợp mà phạm một trong bốn cái lỗi nặng đó thì phải ra hội đồng của chư tăng để xem đủ nặng để có thể xả y hay không. Cái đó là chuyện của chư tăng, không có liên quan gì tới cần sinh nặng của sinh nữ cả. Vì nên nhớ chuyện đó. Trong trường hợp quý vị có bằng chứng quý vị đã phạm lỗi nặng thì quý vị chỉ có thể nói với vị trưởng tràng của cái khu hội mà quý vị đó ở, ví dụ như chủ trì chùa hay là hay một cái tỉnh xá nào đó. Quý vị có thể nói riêng với vị đó là quý vị có bằng chứng và thấy trường hợp như vậy như vậy. Còn cái chuyện mà để cho vị đó xảy không là do chư tăng quyết định, khi mà chư tăng sau khi điều tra xem thì có đúng như vậy hay không. Thì nếu mà đúng thì chư tăng sẽ họp lại và quyết định. Còn cần sư nam sư nữ thì không có quyền được làm cái chuyện như vậy. Nên nhớ chuyện đó. Vì đó là chuyện của chư tăng. Quý vị chỉ có thể đóng góp bằng cách nói thẳng với vị sư cả của cái nơi vị sư đã ở để cho chư tăng ta quyết định. Nam mô Bụt Thầy giá. Dạ, sa thú con kính tri ân Ngài. Ngài đã chỉ dạy cho chúng con để chúng con được hiểu rõ hơn và hành được đúng hơn ạ. Dạ, con kính tri ân Ngài rất là nhiều ạ. Dạ, sau đây ạ. Dạ, con kính mời đặt câu hỏi ạ. Và vì những câu hỏi của quý cô chú sẽ làm bài học chung cho đạo tràng và ngay cả bản thân của con. Tại vì trên đường tu, mình không có hiểu rõ, mình sẽ có nhiều cái sai. Dạ, con không biết có bàn tay không ta? Dạ. Dạ, nếu mà con lỡ không thấy bàn tay thì đạo tràng chat trên màn hình giùm con ạ. Không biết là... Dạ, con thấy có câu hỏi của đạo hữu lang thang. Dạ, con xin đọc câu hỏi ạ. Bạch sư, cho con hỏi, bộ não có vai trò gì trong sự vận hành của tâm thức ạ? Dạ, sa thú. Dạ, cảm ơn đạo hữu đã đặt câu hỏi. Dạ, con kính nhân mít lại cho ngài ạ. Con xin xuống mít ạ. Nam mô Bụt Thầy, giá kính bạch chư tôn, giá kính thưa cho quý vị. Thật sự bộ não nó chỉ có vai trò giống như thí dụ bên ngoài để cho dễ hiểu nè. Giống như cái bộ chỉ huy, hay bên mình hồi xưa là bộ tổng tham mưu. Còn những cái phần sự khác, thí dụ như con mắt của mình khi nó xúc được cái đối tượng của nó đó, nó xúc vô thì nó sẽ gửi cái phóng sinh nó vô cái não. Hoặc là cái lỗ tai, cái gì vô cái não thì trong cái bộ não nó vận hành để cho nó làm việc, để coi cái đó là cái gì. Mà không phải nó không phải là mình nói vậy đó, nhưng mà phải hiểu rồi nè. Tâm sanh diệt một lần cả ngàn tỷ lần, trước là cả ngàn bao nhiêu cái chuyện ấy đó, thì khi mà mắt nó tiếp xúc vậy thì nó thành một cái những cái lộ trình tâm, thì hàng ngàn tỷ cái lộ trình tâm nó lên bộ não vận hành để coi cái đó là cái gì. Ví dụ mình nói gì vậy hiểu đi, một lộ trình tâm là nhận được một cái chấm à. Thì trong cái bốn tay đó nó sanh diệt hàng ngàn tỷ lần về, tức là khoảng gần 5.000 tỷ cái lộ trình tâm, thì nó sẽ gửi về, thì cái não nó vận hành 5.000 cái chấm như vậy đó, 5.000 tỷ cái chấm như vậy đó là cái gì. Thì lúc đó cái lộ của ý nó mới phát sanh, nó biết nó đưa ra cái đó là cái gì, theo chế định hay là theo thực tính gì đó ông chồng đó. Thành ra cái bộ não chỉ là một cái cơ quan vận hành mà thôi, chứ không phải là nó làm cái gì kia quan trọng. Bởi vì nó quan trọng là do tất cả các điều kiện sau cái lộ trình tâm
năm cái sáu cái sắc thần kinh mà do sự tiếp xúc đó, mình sẽ ghi nhận nó đưa thành đưa vô đâu thì nó ra cái đó. Thì thường là nó ra đó, ví dụ mà bộ não con nít thì nó cũng ra cái hình ảnh đó mà con nít nó không biết gì đó. Nhưng mình người lớn thì sẽ biết, tại vì qua những cái ghi nhận trong cái đời sống của mình, người ta nói cái đó là cái gì. Ví dụ như cái hình ảnh mà của một con người mặc cái y vàng lão sư, hay là hình ảnh của một cái người đó cầm súng là cảnh sát, hay là cái ấy, thì mình lớn là mình học bao nhiêu chuyện thì nó mới lòi ra cái đó. Chứ còn con nít thì nó cũng nhận dạng giống như mình, nhưng chỉ nhận dạng qua hình ảnh mà thôi, chứ không thể biết được cái khác. Thành ra đó là sự dẫn của bộ não là như vậy. Nam mô Bổn Thầy á. Nam mô Bổn Thầy á. Dạ trước hết con kính đảnh lễ quý ngài, quý cô tu nữ, và con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ con thấy đạo hữu lang thang đã xa thú, con kính cảm ơn sư. Dạ cảm ơn đạo hữu đã đặt câu hỏi. Dạ sau đây con kính mời đạo tràng ạ. Mời đạo tràng cùng tiếp tục tham gia đặt câu hỏi ạ. Con mời những bàn tay và những câu hỏi. Dạ con chưa thấy câu hỏi, ở chưa thấy bàn tay luôn. Dạ nếu mà con lỡ không thấy bàn tay thì con mời quý cô chú cho con biết nha. Bạch ngài bây giờ chưa có câu hỏi. Dạ thưa ngài, con có một câu hỏi thắc mắc vậy nè. Bạch ngài, thì thường á ngài, thí dụ như trong thiền mình nói là thân đau mà tâm không đau. Nhưng mà còn thí dụ như con có thắc mắc vậy nè ngài. Khi mà cái trạng thái tâm của mình khó, cái trạng thái tâm, con không nói trạng thái tâm của mình khó chịu, trạng thái tâm nó khó chịu, thì làm sao mà mình có thể, giống như trong cái cuộc sống hàng ngày của mình thì sẽ có nhiều tiếp xúc đồ này nọ. Thì ví dụ như còn cái thân đó thì mình hiểu là thân đau, tâm không đau, nhưng mà còn cái trạng thái tâm khó chịu mà nó không làm đau tâm thì mình sẽ làm như thế nào ngài? Và con kính xin ngài có thể chỉ dạy cho con một chút xíu để con có thể hiểu ạ. Và con kính nhân mít lại cho ngài ạ. Nam mô Bổn Thầy Gia Kính Bà Chư Tôn Hiền Gia Kính Thưa Chư Quý Vị. Nghĩa là thân mình nói như vậy là mình nói theo đời, không đúng. Thân đau mà tâm được chứ không phải không. Thân nó đau lúc nào? Ví dụ như mình nói là cái thân thức thọ khổ á, thấy không? Nhưng nhớ là trong 15 cái tâm bất thiện, là 15 cái tâm vô nhân, có cái tâm gọi là thân thức thọ khổ. Thì cái đó cái thân nó đau, hỏi tâm nó đau, tâm nó không đau, tại sao nó có cái thọ khổ nó dính vô cái tâm chỗ đó mà nó tâm nó không đau. Nhớ dân đau như được. Khi từng những cái tiếp xúc như vậy, cả thân và tâm đều đau hết á, chứ không phải là chỉ có thân đau hay là chỉ có tâm đau, không phải, đều đau hết á. Thành ra khi nào người nào có cái thân này đều có thân đau mà có cả tâm đau nữa, chứ không phải là ấy. Ví dụ như bậc A La Hán, mình nói bậc A La Hán là không có này nó đó, nói cái đó là nó không đúng. Bởi vì cái thí dụ đi, bậc A La Hán có cái tâm thân thức thọ khổ không? Vẫn có như thường, ngài còn cái thân thì vẫn thọ khổ như thường, chứ làm sao nó không có được. Ngài vẫn biết đau như thường, sao không biết. Nhưng mà cái đau của ngài nó tích tắc mà thôi, bởi vì nó xuống cái đó xong rồi xuống động tóc, nó là động tóc rồi bị đáp rồi, chứ không phải như mình nó xuống cái động tóc bình thường là mình cứ rên rỉ hoài đó. Mình nên hiểu là điều nó điều ấy đó. Quý vị muốn nhận dạng cái này, quý vị học cho hết cái trong ngũ quẩn này nó hoạt động như thế nào, thân thọ tâm, thân thọ không phải, đúng rồi, sắc thọ tưởng hành thức nó hoạt động như thế nào thì quý vị biết cả danh và cả sắc nó đều có cái sự đau giống nhau, chứ nó không thể nào khác nhau được cả. Phải học cho hiểu hết cái đó mới tính chuyện khác được. Còn nếu mình không hiểu sắc tinh hương vị xúc hoạt động như thế nào thì mình không hiểu gì cả, bởi vì mình không có thấy bằng chính con mắt được, chính con mắt á,
ngay cái lỗ mắt của mình đó, cũng chỉ thấy chấm chấm là thôi chứ không thấy được gì cả. Mình nhớ chuyện đó. Nhưng mà cái thấy đó, mình biết được cái thấy là do cái lộ của ý. Chứ đừng nói mắt thấy, nó mắt thấy là mình nói theo đời, nhưng mắt không thấy gì cả. Lỗ tai cũng không nghe gì cả. Bởi vì tâm trên diệt một lần cả ngàn tỷ sát na về hỏi nghe thấy gì, nghe cái gì, ngửi cái gì. Nhớ chuyện đó. Nên nó phải nghiên cứu cho kỹ sắc tình hương gì xúc. Sắc thọ tưởng hành thức đồ này kia nó hoạt động như thế nào, thì mình dựa vào kết quả đó để mình biết là biết như thế nào. Chứ còn nếu mà tự tự những cái bản chất của nó phát sanh, nó sanh diệt là chuyện của nó, nó không có liên hệ gì đến những khác. Nhưng mà cái phần danh nó thì nó thu thập những cái điều kiện đó để nó thành một số chuyện. Mà khi nó thành một số chuyện đó thì các bậc thiện trí nó mới đặt ra cái đó là cái gì, cái đó là cái gì. Rồi mình theo cái đó riết quen, mình tưởng là thân thọ tâm pháp hoạt động vậy vậy, chứ thật sự không có gì. Nhưng mà pháp nó không biết kỹ gì. Nam mô Bích Thầy dạ. Nam mô Bích Thầy dạ. Dạ con kính tri ân ngài ạ. Dạ thưa ngài, để con coi có bàn tay nào không. Dạ con coi có bàn tay nào không trước ta. Dạ bạch ngài, hồi nãy con tại cái câu mà thân đau mà tâm thân đau mà tâm không đau, giống như con cũng như con dùng cái từ không có đúng á ngài, giống như là thí dụ như thì dĩ nhiên mình có cái thân này là mình vẫn vẫn bị đau bởi cái thân, nhưng mà mình không bị dính mắc, cũng như nó không, cái tâm nó không có bị dính mắc á ngài. Thì ý là con hỏi ok, ví dụ cái thân nó là như vậy, nhưng mà đến hồi cái tâm á ngài, thì làm cách nào mà mình deal với nó có tương tự như là mình deal với mà cái thân đau mà mình không làm phiền cái tâm đau không ngài? Tại vì con thấy thí dụ như có nhiều cái thân đi, thí dụ nếu mà một người nào đó cũng như người ta bệnh hoạn hoại, người ta deal với cái đó từ từ thì người ta cũng nó cũng không có làm phiền. Nhưng mà thí dụ như cái đến hồi mà cái tâm thì như ngài nói là qua những lời nói, những cái ý, những cái suy nghĩ mà nó sẽ làm cho cái tâm mình khó chịu. Ví dụ cái thân mình đau thì mình nó không làm, ví dụ không làm cái tâm mình khó chịu, nhưng mà cái lời nói, những cái lời nói đó ngài, thì mình có cái mình ý là con hỏi đây là mình có tập nó như thế nào á ngài? Nó có tựa như là mình tập cái thân không á ngài? Dạ con một lần nữa con kính, con xin làm phiền ngài để ngài chỉ dạy cho con được hiểu rõ ạ. Dạ con kính cảm ơn ngài rất nhiều ạ. Con xin xuống mất tạm. Nam mô Bích Thà, giá kính bạch chư tôn, giá kính thưa chư quý vị. Thật sự ra thì Đức Phật dạy thì mình cứ tập đi, chỉ có hai chuyện thôi. Nhất là thiền chỉ, thứ hai thiền quán thôi. Tại vì mình không có tập, thành ra những cái đó mà nó xuất hiện đó, thì một trong 12 cái chị, cái anh ở trên nó nhào ra, nó nắm chặt thì mình thấy khổ gì, tại do mình nha. Còn nếu mà mình hành thiền, mình thấy cái đó nó cũng chỉ là sanh diệt, là những cái pháp sanh diệt mà thôi, thì cái lúc mà thấy như vậy là cái tâm nó là tâm thiện, thì làm sao có khổ được. Mình khổ là tại vì 12 tám cái anh chàng ở trên nó xuất hiện. Còn khi nào mình đều giữ được 18 cái tâm ở dưới nó xuất hiện thì mình đâu có khổ gì. Đúng không? Thì cứ học theo lời Đức Phật dạy đi chứ. Còn bây giờ mình không học, mình ngồi mình lo, mình tưởng, tưởng không người lái kiểu đó thì sẽ khổ vậy dài. Nam mô Bích Thầy dạ. Dạ sa thú con kính tri ân ngài ạ. Dạ con kính tri ân ngài đã chỉ dạy ạ. Dạ sau đây con kính mời đạo tràng ạ. Dạ con kính mời đạo tràng cùng tham gia đặt câu hỏi để mỗi người có một câu hỏi để đạo tràng thêm sinh động ạ. Dạ con kính mời nha, con kính mời những bàn tay. Những bàn tay và những câu chat trên màn hình. Tại vì con không biết là lâu quá con không có vô, nên con không có biết là khi mà mọi người giơ tay thì con có thấy bàn tay không thì con không biết. Nếu mà con không thấy thì con xin mọi người báo cho con biết nha. Dạ. Để con coi có ai vào.
Chiếc lá mùa xuân có câu hỏi không? Con thấy câu hỏi của Chiếc lá mùa xuân. Dạ con xin đọc câu hỏi của Chiếc lá mùa xuân. Bạch sư, tuổi thọ của một vị Phạm Thiên có thể trải qua nhiều đời chư Phật không? Sa thú Chiếc lá mùa xuân. Dạ sau đây con kính dâng mít lại cho ngài ạ. Dạ con xin xuống mít ạ. Nam mô Bụt Thầy, dạ kính bạch chư tổ mẹ, dạ kính thưa chư quý vị. Một vị Phạm Thiên tuổi thọ tùy theo vô tùy theo cái vị Phạm Thiên đã ở đâu chứ, nhưng mà nhiều tuổi thọ có nhiều cái vị Phạm Thiên vẫn có thể qua nhiều đời chư Phật chứ. Ví dụ như trái đất hiện tại này đó, giờ lên lục trên ấy trên net xem là nó có tuổi thọ bao nhiêu. Ví dụ như 5.000 tỷ năm đón đây chứ mấy. Ví dụ 5.000 tỷ năm thì mình coi cái các cõi Phạm Thiên có cõi nào mà có thời gian lâu vậy không, thì nếu bằng đó hoặc trên đó thì phải qua 4-5 đời vị Phật chứ sao không qua, nghe không? Phạm Thiên nhiều, Phạm Thiên ở đó là cái đời sống nó dài lắm chứ nó đâu giống như trái đất của mình là, thành ra vẫn có thể có nhiều vị như thường. Chứ không phải không có nhiều vị sống cũng lâu chứ, mà sống lâu sống nhiều vị vậy, nhưng mà họ ở trên đó họ sướng quá thành ra coi chuyện ngoài những gì có duyên gì. Thế nhưng cái ngày nào nguyện thành Phật rồi đắc đó thì họ còn xuống họ đến lễ, chứ còn nếu mà không có duyên như bây giờ theo giống như thời xưa ta cứ nói câu vô duyên đối diện bất tương phục này, giờ mình có ở trước mặt Đức Phật mà cái thời mà Đức Phật đang đi trì bình, mình có ở trước mặt của ngài mà mình là trùng dế thì mình cũng đâu có được hội ngộ với ngài được, thấy không? Thành ra thi theo chứ có nhiều vị Phạm Thiên cũng sống nhiều đời Đức Phật lắm chứ phải không? Nam mô Bụt Thầy. Dạ Nam mô Bụt Thầy. Dạ, dạ con kính đảnh lễ quý sư, con kính chào đạo tràng. Dạ con thấy Chiếc lá mùa xuân đã sa thú kính tri ân ngài ạ. Dạ. Dạ sau đây con kính mời đạo tràng ạ. Con kính mời những câu hỏi và những bàn tay ạ. Hình như là con thấy có đạo hữu tu học Phật pháp. Dạ Nguyên Trang kính chào đạo hữu tu học Phật pháp ạ. Dạ con kính mời đọc mọi người ạ. Mọi người ai cũng im lặng hết, con không có câu hỏi nhiều. Con. Dạ con xin đọc câu hỏi của đạo hữu Lang Thang. Bạch sư, con thấy tinh tấn tu tập rất khó, làm sao để có sự tinh tấn ạ? Dạ sa thú. Dạ kính cảm ơn đạo hữu đã đặt câu hỏi. Dạ sau đây con kính dâng mít lại cho ngài ạ. Dạ con xin xuống mít ạ. Nam mô Bụt Thầy, dạ kính bạch chư tổ mẹ, dạ kính thưa chư quý vị. Ta khó tại vì mình có bản chất của mình nó lười thì mình thấy nó khó, chứ mình tập từ từ thì làm sao nó khó được. Mình nhìn ở ngoài đó, ví dụ như hồi nhỏ tới lớn mình không có làm gì hết. So với cái người bên đằng xóm đó, bắt đầu nhỏ là họ đã bắt đầu họ chạy bộ hay đi bộ, mà họ biết họ quen cái đó, tự nhiên lớn họ đi xa được, họ làm gì nhiều chưa được. Còn nếu không mình để cho những cái bất kỳ chiếm nữ trong não, dĩ nhiên mình thấy gì cũng khó đó. Nên mà khó rồi cái mình bắt đầu mấy cái anh ở trên 12 anh trên xuống cười dụ mình, thành ra mình cứ khó hoài, thấy không? Coi trong bài kinh mà bà Tứ Niệm Xứ đó rồi đó. Thấy tinh tấn nó có bốn chuyện đó, thì mình cứ tập, mình tập lần lần cho tới khi nào nó có năng lực đó, thì chắc chắn là nó ấy rồi nha. Thành ra bất cứ cái chuyện gì đó nó phải có cái đó, thành ra mà cái sự tinh tấn nó rất là có nhiều cái năng lực để nó giúp đỡ những cái khác. Thành ra khi mình có niệm, có định và có tuệ
mà mình không có tinh tấn thì cũng không có thành công trong cái việc mà tu tập. Thường thường đó thì Đức Phật nói trong cái bài kinh Tứ Niệm Xứ là ba cái pháp mà giúp cho mình được đi đi lên đó, đó là ngài nói ba cái pháp chánh thôi, tức là Atabi Sambacchano Satima đó, tức là có niệm, có định và có tuệ đó. Nhưng mà niệm tịnh tuệ đó nó phải được sự giúp đỡ của cái anh tinh tấn này, này. Bởi anh tinh tấn này đó là anh ngừa cái ác pháp chưa phát sanh, không cho nó phát sanh, mà ác pháp nào phát sanh rồi thì đạp cho nó té xuống. Còn thiện pháp nào chưa phát sanh làm cho thiện pháp đó phát sanh, mà thiện pháp nào phát sanh rồi thì giúp cho nó có năng lực đó. Thì nhờ đó thì nó mới giúp cho cái Atabi Sambacchano Satima này được. Bởi vì ba cái pháp này mà khi nó phát sanh trong thiện pháp. Mà thiện pháp thì anh tinh tấn anh giúp cho nào? Anh giúp cái là thiện pháp chưa phát sanh thì làm cho nó phát sanh rồi thì làm cho nó có năng lực. Thì từ đó là mình sẽ đi tới hoài được. Còn nếu mình không có chịu tu tập một cách cho nó thuần thục thì chắc chắn là tại sao mình cảm thấy tinh tấn nó khó? Tại vì chúng ta nói rồi, trong người mình á có hai người, hai loại bạn. Loại bạn xấu thì có 12 tên, loại bạn tốt thì chỉ có 8 tên rồi. À, mà khi mình có tư tưởng mình hơi tào lao thì 12 cái anh ở trên nó nhào xuống đó, nó rủ mình đi nhậu. Là mình chết. Còn khi mình có cái bắt đầu mình muốn làm cái gì mà thuộc về thiện pháp, thì dụ như muốn đi tới cái trường thiền nào đó thì tám cái anh ở dưới là nó nhào vô nó rủ mình đi. Mà trong khi nó rủ mình đi thì mấy anh trên nó cũng họ hẹ để nó kéo mình ra. Thì nếu mà tám cái anh, 12 cái anh trên mà nó có năng lực thì nó lôi mình đi gì đâu. Đó. Thì mình nên nhớ trong người mình chỉ có hai cái đó thôi. Điều đó cho mình thấy trong đời của mình làm ác nhiều hơn làm thiện. Tại vì mình có tới 12 cái anh bạn là người ác, mà chỉ có từng 8 người bạn là anh thiện mà thôi. Mà mình không chịu nhìn thấy nó thì mình sẽ bị nó lôi đi làm bậy hoài. Làm bậy dài dài từ cái lúc mà mở mắt chào đời cho trước khi tắt thở vẫn còn làm bậy như thường. Anh nhớ chuyện đó. Thì mình làm thế nào để mình làm bạn với 8 cái anh ở dưới đó, đừng làm bạn với 12 cái anh ở trên. Nhưng mà quý vị muốn biết á, 12 cái anh trên nó bạn thân như mình cỡ nào dễ biết. Quý vị trên đường đi chùa, lái xe, nếu ở tới mấy thành phố lớn như ở Mỹ lái xe đi chùa, chạy ngang qua mạc hay là thả ghét gì đó để xèo 75%, chắc chắn là quý vị lũi vô đó liền. Tức là quý vị đang làm bạn với 12 cái anh xấu đó. Nha. Khi nào quý vị mà ngó rồi kìa, kệ nó, mình đi chùa trước đi. Vô tới chùa để hỏi ông sư dạy câu cái đó. Thì lúc đó là mình làm bạn với 8 cái anh ở dưới. Thành ra quý vị muốn cái nào thì tự quý vị quyết định lấy. Chúng tôi chỉ có chỉ cho quý vị thấy thôi, chứ không có giúp được quý vị nhiều. Nam mô Phật Thầy Gia. Nam mô Bích Tha dạ. Dạ con kính đảnh lễ quý sư, quý cô tu nữ và con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, dạ con đã thấy đạo hữu lang thang là con kính tri ân sư. Dạ cảm ơn đạo hữu đã đặt câu hỏi ạ. Dạ sau đây con kính mời đạo tràng ạ. Con kính mời đạo tràng cùng tham gia đặt câu hỏi hay là có thể giơ tay hỏi trực tiếp với ngài ạ. Dạ con thấy đạo tràng rất là đông. Con kính mời ạ. Mỗi người một câu hỏi. Chứ con không có câu hỏi con. Dạ nên con mời mọi người ạ. À. Con kính mời mọi người, con kính mời bàn tay ạ. À. Dạ không biết là huynh tu học Phật pháp có câu hỏi không ạ? À? Dạ Nguyên Trang kính mời.
con không thấy ai hết. Dạ bạch ngài, không có ai hết thì con có một có bàn tay hả? Dạ xà thú. Dạ Nguyên Trang kính mời. Dạ con không thấy bàn tay nha, con kính mời ạ. Con xin xuống mic ạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tam Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con kính đảnh lễ sư Liễu Tông, con kính đảnh lễ sư Trí Đức, kính đảnh lễ chư tôn đức tăng, quý cô tu nữ và xin mến chào các anh chị đạo hữu. Dạ, xin cảm ơn là các anh chị cho biết là âm thanh là rất là cũng nghe được. À, nhân cái câu hỏi về cái vấn đề mà hồi nãy một nick nào con không nhớ tên nói về, hỏi về cái vấn đề là làm thế nào để mà cho dù cái thân này nó có bị khổ nhưng mà cái tâm thì nó không bị khổ, thì con mới thấy ở ngoài, quan sát ở ngoài thực tế đó, thì mình thấy là như vậy. Tức là cùng một cái đối tượng, tức là cùng một cái cảm thọ đó, nó chính xác là như vậy, là cùng một cái cảm thọ, nhưng mà đối với người này á thì cho nó là khổ, nhưng mà đối với cái người khác á, cũng cái cảm thọ đó thì cho nó không là khổ, mà thậm chí còn cho nó là lạc nữa, thưa sư. Con lấy ví dụ cho chứng minh. Ví dụ như là một đứa nhỏ nó đụng, nó ăn nhầm vô một cái miếng ớt, như vậy là thân thức đó thọ khổ và nó rất là khổ. Nhưng mà với con nè, con ăn cơm mà con không có ớt là con ăn không có ngon. À, có ớt vô nó không những con không thấy nó đau, nó nóng, nó cay gì cả, mà con còn thấy nó rất là ngon, nó là lạc. Như vậy là cùng một cái cảm thọ, tùy theo mỗi một người mà cái tướng của cái cảm thọ đó, đó nó được nhận thức là khổ hay là lạc. Con lấy thêm một cái ví dụ nữa, một ví dụ rất là thực tế ở Việt Nam đó, thưa sư. À, vào khoảng năm cỡ 90 mấy, 80 mấy, 90 mấy, thì ở trong các cái trường tiểu học đó, tức là ở bên Việt Nam gọi là cấp 1, cấp 2 đó, nó có một cái phong trào kỳ lắm, thưa sư. Tức là học sinh nó đi học đó, nó lấy dao lam đó, nó rạch vô trong cái tai của nó. Đó, con lấy ví dụ như vậy. Thì rõ ràng với một cái người bình thường như con mà dao mà nó khứa vô một cái là con đau, tức là thân thức thọ khổ. Nhưng mà đối với những cái đứa học sinh đó, đó nó phê, nó sướng đó, à, tức nghĩa là nó thích thú với cái cảm giác đó. Như vậy rõ ràng là cái tướng của một cái cảm thọ đó, mình không thể khẳng định được nó là khổ hay nó là lạc. Vậy phải chăng rằng là cái tướng của cái thọ đó nó cũng chỉ là tương đối là quyển mà thôi, tức là nó tùy thuộc vào cái nhận thức của người. Như vậy thì chỗ này mình phải giải thích như thế nào, thưa sư? Và con kính gửi mic để cho sư chỉ dạy về cái vấn đề này. Nam mô Bụt Tha Giá, kính bạch chư tôn này, dạ kính thưa chư quý vị. Thật sự ra đó, mình dựa vào, nếu mình dựa vào cái chế định pháp á, thì mình phải dựa vào cái điều kiện của cái người họ nhận. Còn nếu mình dựa vào cái thực tính pháp á, thì mình phải dựa vào cái thực tính pháp của người nhận. Thí dụ người nhận thì có hai loại, mình nói chung hai loại. Nhất, nhận với 12 tâm bất thiện, hoặc nhận với một trong 8 tâm đại thiện. Mình nói làm nhân thôi, từ bậc thánh miễn bàn, tại vì chúng tôi chưa phải bậc thánh. Thì cái sự thọ nhận đó nó sẽ đưa tới cái điều kiện của cái đối tượng đó là tốt hay xấu, chứ không phải là cái đối tượng nào nó cũng tốt hoặc đối tượng nào nó cũng xấu cả. Nó tốt xấu là tùy theo cái sự thọ nhận đó dựa vào cái điều kiện nào. Cái người đó khi bà mình nói là thường thường là có cái bản chất hay cái tiền thiên tật của người đó ở trong cái điều kiện đó, thì cái đó dầu rằng người khác nhìn là nó không tốt, nó xấu, nó dơ gì, nhưng mà người đó phải. Thí dụ như cái bản chất của mà cái con chim mà nó hay ăn xác chết rồi này kia, tại sao nó thích cái đó? Tại cái tiền thiên tật của nó, cái điều kiện của cái những cái mà tạo nên nó.
Thì đứa nhỏ này cũng vậy, mình không thể mình biết được cái tiền tật của nó là cái gì, mà bây giờ nó sanh ra nó lại thích những cái đó. Nhưng có những người không được, có những người giàu rằng cái món đó đó nhiều người thấy là được, nhưng mà anh ta lại nói thúi. Tại vì cái tiền hiện tại của anh ta, cái điều kiện để tạo cho anh ta có cái sống này. Thành ra cái đó là mỗi cái là mình phải, thành ra đó là tại sao khi Đức Phật mà dạy cho những cái gì mà theo Ngài học với Ngài đó, tại sao Ngài dạy chế định mà còn Ngài dạy thực tính nữa. Tức để cho người đó thấy cái sự thật, khi người đó phải có kinh nghiệm về chế định. Mà khi mà họ có được cái kinh nghiệm qua thực tính pháp về cái điều kiện đó, thì cái sự thay đổi của họ là nó thay đổi theo cái điều kiện mới, chứ nó không theo cái tiền tật nữa. Đó. Thành ra mình nhìn cái ngoài, mình nhìn như vậy mình rất là khó vậy. Tại sao? Nhưng mà khi mình đi vô bên trong á, thì mình phải dựa vào một số cái điều kiện, mà những cái điều kiện đó thường mình không có biết. Tại vì mình là phàm nhân, mình chỉ biết trong kiếp này, mà biết từ cái lúc mình trưởng thành thôi, chứ còn hồi còn nhỏ mình cũng không biết nữa. Đó. Nên phải dựa vào một số cái bài học về kinh điển Đức Phật dạy. Tại sao khi Đức Phật thuyết pháp, Đức Phật có lựa người đó phải lọt về giọng trí của Ngài, mà Ngài không thuyết cho chung cho mọi người? Tại vì mọi người đều có một cái tiện hiện tật nó khác nhau. Đó. Thành ra mình là người ít phước, thành ra mình không gặp được những cái gì giống như Đức Phật. Chứ giống như cỡ Đức Phật mà nhìn mình là biết nhìn như thế nào, thì cái điểm đó là Ngài có thể cho mình một số cái điều kiện mà mình có thể tiến bộ trong cái pháp học được. Nhưng mà bây giờ thì không. Tại vì mình sống phần đông theo tiền thiên tật của mình, chứ mình không sống theo cái điều kiện của cái mình thấy. Tôi nhớ cái chuyện đó. Thường thường mình gọi là thói quen á. Cái đó là cái tiền thiên tật. Tiền tật trong kiếp này và tiền tật của những cái kiếp về trước. Bây giờ mình thí dụ vậy hiểu đi. Trong vòng 5-3 kiếp về trước liên tục, mình làm con chim về hâu đi. Bây giờ mình sanh đó là làm người, thì mình thích cái gì? Mình có thể đoán được liền. Còn có nhiều người, ngay trong kinh cũng có nhắc tới đó, từ phàm tiên rớt xuống là con nít, là đàn bà đụng vô nó không được. Dù rằng là con nít thôi, chưa biết vậy đó. Thì đó là những cái tại vì mình không biết, nên mình thấy nó lạ chứ thật sự ra. Mình nghiên cứu một số điều kiện thì không gì lạ nó tới những chuyện đó. Mà mua cái thai giá. Nam mô Bụt Tha dạ. Và cái vấn đề của con muốn đặt ra ở trong cái chỗ này đó là một cái cảm thọ của cái thân thức nó trở thành là khổ hay là không khổ á, phải chăng đó chỉ là cái sản phẩm của cái trí não con người tạo ra thôi? Con đồng ý rằng là mỗi một người tùy theo tiền khiên tật, tùy theo nghiệp gì đó. Nhưng mà ở trên thực tế thì chúng ta thấy rõ ràng là cùng một cái cảm thọ như vậy, y hệt như vậy, nhưng mà người này cho là khổ, nhưng mà người khác thì thấy không là khổ. Điều đó phải chăng muốn nói rằng là cái mà mình gọi là cái tướng của cái cảm thọ đó là khổ đó, nó chỉ là cái sản phẩm của cái trí, tức là cái tâm thức của mình nó tạo ra, chứ nó không phải là một cái thực tại khách quan. Luôn luôn cái đó nó phải là khổ đối với tất cả mọi chúng sanh. Ý con muốn đặt ra là như vậy. Dạ, xin sư Quan Hỷ giảng rộng lại về cái vấn đề này. Vấn đề con đặt ra là như vậy. Tức là một cái cảm thọ đó, nó không phải luôn luôn nó có một cái tướng cố định là khổ đối với tất cả mọi chúng sanh, hay là nó chỉ là cái sản phẩm, nó là u hay là lạc, thật ra nó chỉ là do cái sản phẩm của cái gọi là cái tâm thức của cái đối tượng đó tạo ra. Tại vì với cùng một cái cảm thọ ở trên thân á, còn lấy ví dụ cụ thể luôn là các bậc thánh A La Hán hoàn toàn là không có sinh ra cái thọ u, nhưng mà đối với phàm nhân thì có cái thọ u. Như vậy thì rõ ràng là cái thân thức
mà gọi là không có như ý là thọ khổ đó, thì nó là khổ hay là không khổ là hoàn toàn là mang cái tính tương đối, chứ nó không phải là một cái chân lý tuyệt đối, có phải vậy hay không thưa sư? Dạ, con gửi mic cho sư. Nam mô Bất Thầy, dạ kính bạch chư tôn, dạ kính thưa chư quý vị. Nó không thể là chân lý tuyệt đối được, bởi chân lý tuyệt đối nó có bốn cái chuyện là huynh cứ nghiên cứu tâm, tâm sở, sắc và niết bàn thì biết. Còn thì khi mà tâm, tâm sở, sắc là bạn, nó trở thành đối tượng của cái người nào đó thì cái đối tượng đó nó phải dựa trên một số cái điều kiện khác, chứ mình không thể nấy được đó. Bởi vì một cái cục thịt nướng thông vậy đó, mình thảy ra có người thích, người không có, người thích, người không thích. Mình thảy xuống cho con vật, có nhiều con vật, có nhiều vật nó không thích là sao? Tại vì dựa vào cái tiền khiên tật của nó, tức là cái điều kiện của kiếp trước hoặc những kiếp trước gì trước đó. Còn thì dĩ nhiên là bởi vì cái cảm thọ nó là thực tính pháp thì nó chỉ là một thôi, chứ làm sao nó là nhiều. Nhưng mà tại vì mình cảm thọ, tại sao nó khác? Bởi vì cái tiền nghiệp của anh nó khác tiền nghiệp của sư, thành ra mình mới thấy cảm thọ nó khác. Bởi vì cảm thọ đó, đối với thực tính pháp, cảm thọ nó chỉ có 5 chuyện để nói thôi. Nhưng mà trong 5 chuyện đó, nó đụng vào 5 người, nó khác nhau liền, chứ làm sao nó giống nhau được. Thì sự thật chân lý tuyệt đối là gì? Sắc, thọ, tưởng, hành, thức, nó chỉ có bao nhiêu chuyện đó thôi. Nhưng mà tại vì con người ta sanh đi sanh lại nhiều năm, tạo nhiều cái điều kiện khác nhau, thì mới thấy nó khác. Cái thân tôi đụng vào cái đó, nó là cảm thọ khổ. Nghĩa là cái thân á, nhưng mà có người khác cũng đụng vậy, nhưng mà không thấy khổ, không phải là cảm thọ khổ. Rồi tại sao? Nó phải khác nhau chứ, nó khác nhau do cái phản ứng của cái chúng sanh đó, chứ nó không phải nó khác nhau vì cái cảm thọ. Tôi nhớ chuyện đó. Bởi cảm thọ nó chỉ có 5 chuyện thôi: thọ xả, thọ ý, thọ ưu, thọ khổ, thọ lạc thôi. Nhưng mà nó đụng vào cái người nào đó thì cái chủng đó trở nó là cảm thọ khổ. Nhưng mà đụng vào đó người đó cũng y chang vậy, nhưng mà người đó là cảm thọ lạc, chứ không thấy khổ. Thành ra bởi vì thực tính pháp nó có 4 chuyện để nói đó, bởi nó chỉ là chỉ có bao nhiêu đó thôi. Nhưng mà khi nó đụng vào chúng nó thành cả ngàn tỷ chuyện, chứ không thành còn không thành 5 cái cảm thọ nữa. Nhưng mà huynh học trong gì pháp huynh thấy chỉ có 5 cái loại cảm thọ thôi đó. Nhưng mà khi đụng vào con người khác nhau, tại vì mỗi cái điều kiện tạo nên con người nó khác, chứ nó làm sao nó giống được. Điều kiện tạo lên cái chúng sanh 4 cảnh nó khác, điều kiện tạo nên chúng sanh nhiều cảnh nó khác chứ, thì cái điều đó nó phải khác trong những cái chuyện mà thọ nhận những cái đó, chứ làm sao giống nhau được. Nên mình phải dựa vào một phần về phương diện của cái điều kiện bên ngoài, và mình muốn cho nó chắc ăn thì mình phải dựa vào điều kiện của thực tính pháp để biết cái đó nó là cái gì theo thực tính pháp. Nhưng mà khi con người ta dính vào những cái đó thì nó chưa chắc nó giống những cái điều mà mình được học trong thực tính pháp, bởi vì học thực tính pháp là điều kiện chắc chắn. Nhưng mà khi nó ra rồi đó thì nó không còn là chân lý tuyệt đối nữa. Còn mình nói thực tính pháp nó mới là chân lý tuyệt đối mà thôi. Huynh cứ tìm mấy cái tiểu thuyết huynh nó nói chuyện gì liên quan đến cái cảm thọ thôi. Mình có 5 chuyện trong thực tính pháp thôi, mà nó đọc thành hàng ngàn chuyện, chỉ có cái cảm thọ mà thôi. Thì bây giờ mình tin cái nào? Nam mô Bất Thầy, dạ.
Nam mô Bụt Tha. Dạ, dạ con kính tri ân lời dạy của sư ạ. Dạ, theo như trong vi diệu pháp dạy đó thưa sư, thì con được học đó, là một cái pháp thực tánh đó, thì nó phải có những cái điều kiện. Thứ nhất là nó đúng mà bất kể không gian, nó đúng bất kể thời gian, và nó đúng với tất cả mọi chúng sinh, mọi loại chúng sinh. Và khi cái pháp thực tánh đó mà nó sanh khởi lên đó, thì nó phải đúng đối với tất cả mọi loại chúng sinh. Nhưng mà bây giờ lại là cũng một cái cảm thọ đó, nó sanh lên, nhưng mà chúng sanh này thấy khác, mà chúng sanh kia thấy khác. Thì như vậy tại sao gọi nó là pháp thực tánh, là một chân lý tuyệt đối? Tại vì chân lý tuyệt đối nó phải là một cái sự thật mà ai cũng phải thấy nó là như vậy. Cho nên con mới thấy nó hơi thắc mắc ở chỗ này, thì con nêu lên. Và con cũng rất là mong là sư từ bi, sư quan hỷ, sư nói thêm cái chỗ này thêm một lần nữa. Dạ, con kính gửi mít cho sư. Nam mô Bụt Tha. Dạ, kính bạch chư tôn. Dạ, kính thưa chư quý vị. Nó là chân lý tuyệt đối trên phương diện thực tính pháp. Nhưng mà khi nó đụng vô mình nó sẽ phải khác. Chứ bây giờ ví dụ như anh là cái người anh được huấn luyện theo một cái điều kiện nào đó, tay anh sờ vô cái độ nóng đó đó, ví dụ 3 độ, ví dụ như mình nói là nóng bao nhiêu độ, độ C, nó nói cho nó vừa vừa thôi, ấm ấm đó ha. Anh rời vô đó, anh cảm giác khác, mà tôi cũng rời vô cho tôi cảm giác khác thì sẽ giống như được. Nhưng mà nếu mình đưa vào cái công thức mà người ta dùng để đo đó, ví dụ mình nói 30 độ đi ha, anh châm vô con nít 30 độ nó khác, anh châm vô cái lưng anh 30 độ khác, anh châm vô cái lưng ông sư Tiểu Tông 30 độ nó khác thì sao nó giống nhau, phải không? Vậy giờ mình tin cái nào? Mình nói không phải, cái lưng tôi là tôi cảm thấy giống như 50 độ. Đứa nhỏ nói sao nóng quá, nóng cả 100 độ vậy. Rồi anh về anh tin cái nào? Thành ra chúng tôi mới nói là tại vì dựa vào một số cái điều kiện của cái chúng sanh đó mà cái thực tinh pháp nó lại được giải sai. Thì nó có nhiều người cũng học cái vậy, nhưng mà đi ra diễn giải tại sao sai? Tại vì mình không dựa vào một số cái điều kiện khác. Ví dụ điều kiện thực tinh pháp nó có chà tu lắc hay nào, có này có nọ, rất nhiều chuyện mình phải nắm vững mấy cái đó mình mới biết tại sao cái ông đó ông rời đó mà ông nói nóng, còn cái ông kia ông rời đó nó kia ông ấm thôi chứ nóng đâu, thấy không? Thành ra mình đừng có dựa vào mình hoặc dựa những người xung quanh mình để mình cho cái đó là vậy vậy là không có đúng đó. Nhớ Đức Phật dạy chỉ có tâm tâm trở sắc liên bàn, nhưng mà nó ra ngoài ra hàng tỷ chuyện chứ đâu phải một hai chuyện đâu. Thành ra nó điều kiện đó nó dựa vào một số cái điều kiện khác khác cho nó không có giống nhau được. Dầu rằng mình dùng cái tiêu chuẩn là khoa học người ta làm để người ta đo đó, ví dụ như nóng đó là mấy độ đó, mình thử biết liền đó. Quynh cái là thử cái đó đi, rồi Quynh bữa nào gặp nít gì Quynh biểu nó rời nó nói sao, rồi biểu người già rời nói sao, làm sao giống nhau được, dầu rằng cùng một độ thôi. Nam mô Bụt Tha. Dạ, Nam mô Bụt Tha. Dạ, và con kính đảnh lãnh sư, quý cô tu nữ, và con kính chào toàn thể đạo tràng ạ. Dạ con cảm ơn huynh tu học Phật pháp đã có những câu hỏi để đạo tràng có thể học hỏi thêm. Dạ con không biết là có bàn tay không ạ? Dạ con kính mời đạo tràng. Dạ con kính mời đạo tràng cùng tham gia đặt câu hỏi ạ. Đang có bàn tay. Dạ con không biết bàn tay của ai. Dạ con kính mời bàn tay ạ. Dạ con xin xuống mic ạ. Dạ, cảm ơn cô Nhân Trang. Xin đảnh lễ quý sư, kính chào chư quý vị.
Dạ, mỗi lần mà chúng tôi vô room mà chúng tôi thấy tự học Phật Pháp mà nêu câu hỏi này, xin lỗi không biết quý vị trong room có ai hiểu không, tôi thấy là bùng xè đổ tay luôn. Tôi thấy sức học của Huynh tự học Phật Pháp rất là cao. Phải nói là chúng tôi phải học hoài, không biết đạt tới cái trình độ cảnh giới của Huynh hay không. Dạ, rất là xa thú Huynh. Dạ, một lần nữa là xin đảnh lễ sư Liễu Tông. Chúng tôi có một câu hỏi rất là đơn giản thôi. Dạ, chắc sư cũng như mọi người trong room đều biết là hiện nay là các cuộc chiến tranh giữa trên thế giới đó, chắc quý vị cũng biết rồi. Thì chúng tôi là những kẻ thấp cổ bé miệng, nhưng mà dù sao nó ở bên này thì nó cũng ảnh hưởng tới cái nền kinh tế rất là nhiều, chẳng hạn như xăng dầu nó giá chẳng hạn vậy. Thì kính thưa sư, là không biết là mình có nên có một cái thái độ gì đối với cái cuộc chiến tranh này hay không, mình có nên là nguyền rủa với cái gây ra cuộc chiến tranh này làm cho biết bao nhiêu người khổ, hay là mình cứ cầu nguyện cho sự hòa bình. Thành thử là xin sư bậc danh sư cao minh, thành thử sư xin sư có một cái cao kiến để mà dạy cho anh em chúng tôi. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá, kính xin nhường mic lại cho sư ạ. Nam Mô Bụt Thầy Giá, kính bạch kệ tôn, và kính thưa cho quý vị. Thật sự ra đó, nó có biệt nghiệp và cộng nghiệp. Chiến tranh ở xứ nào đó nó không có liên quan tới mình về cái cộng nghiệp, mà nó chỉ là biệt nghiệp của cái chúng sanh cái vùng đó mà thôi. Nhưng mà cái cộng nghiệp của mình là cộng nghiệp bên lề, nó hơi xa. Mà cái bên lề nó hơi xa đó thì dĩ nhiên là mình không có thể dính dấp được, mình chịu cái ảnh hưởng của nó mà thôi. Thí dụ bây giờ xăng lên đó, thì bây giờ đó mình một số cái điều kiện đó, đó là cái biệt nghiệp của mình nó xấu, chứ giờ mình đổ thừa ai cũng được. Còn cái cộng nghiệp của mình mà có dính với người ta, lúc đó thì mình mới tính chuyện là trốn được, chứ còn bây giờ mình nói cũng khó. Tại vì bây giờ đó, đó cái điều kiện đó, cái cộng nghiệp gần của nó là giữa ông Nga với ông Ukraine mà thôi. Bên trong có những cái chuyện gì thì mình không biết, mình không phải người ở vùng đó, mình không biết. Nhưng mà nó đưa tới cái này. Nhưng cái cộng nghiệp của mình đối với cái chiến tranh đó là cộng nghiệp xa, nhưng mình cũng bị ảnh hưởng. Dù vật giá leo thang rồi này kia sùm, nhưng mà bây giờ mình có muốn làm gì cũng không được. Nên nhớ chuyện đó. Chỉ có những người có cộng nghiệp gần, ví dụ như người ta ở Mỹ, người ta tình nguyện đi qua để chiến đấu đồ này kia, thì cái người đó họ có nghề, họ có cái cách suy nghĩ của họ. Nhưng mà cái cách suy nghĩ của mình đó, thì mình nên cố gắng trong mọi trường hợp nên tạo thiện pháp. Để làm gì? Để lôi mình ra khỏi cái đó. Kiếp này lôi không được thì kiếp sau có thể mình tránh xa hơn. Đó. Chứ đừng bao giờ mình ngồi mình suy nghĩ, mình để cho cái lộ trình tâm của mình nó là ác pháp. Bởi vì khi mà lộ trình tâm là ác pháp là lúc nó cho quả thì vẫn là cho quả xấu. Thành ra bây giờ mình cố gắng mình tạo tiền pháp, nó qua mình không thể nào giúp được. Trừ phi mình là dân ở Mỹ đi, mà Mỹ nó động viên cái tuổi nào đó để đi giúp, thì cái đó mình phải chịu thôi, mình không có nói được. Còn nếu mình trong trường hợp mình ở hơi xa mà không dính dấp trực tiếp, thì mình nên tạo tiền pháp để làm gì? Để lôi mình ra khỏi những cái chuyện đó. Chứ còn bây giờ mình suy nghĩ, mà mỗi lần mình suy nghĩ về chuyện đó, tức là cái tâm mình không thể là thiện pháp được. Mà khi cái tâm não mình nó có cái ác pháp, thì chắc chắn trước sau gì ác pháp nó cũng cho quả. Mà khi nó cho quả, mình ngồi than trời trách đất cái gì đâu, thấy không? Thì nói cái chuyện nó không nên. Trong mọi trường hợp nên cố gắng giữ, và làm thế nào để mình luôn luôn tạo được thiện pháp trong mọi trường hợp thì nó vẫn tốt hơn là mình ngồi và mình nghĩ làm cách nào để giúp người ta rồi này kia xong. Nếu mình có khả năng thì mình nên nghĩ, mình không có khả năng không nên nghĩ, vì cái ác pháp nó chung vô cái não mình lúc nào trước sau gì mình cũng sẽ nhận cái hậu quả là cái chuyện xấu thôi. Nam Mô Bụt Thầy Giá.
Dạ, Nam Mô Bích Tha Giá. Dạ, con kính đảnh lễ quý sư, quý cô tư nữ và con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, sao thú, đạo huynh đã câu hỏi ạ. Dạ, con kính tri ân ngài. Dạ, sau đây con kính mời đạo tràng ạ. Con không biết là có bàn tay hay không. Dạ, con kính mời đạo tràng cùng tham gia đặt câu hỏi. Dạ, kính mời huynh tu học Phật Pháp nếu tiếp tục đặt câu hỏi ạ. Nếu mà huynh còn thì Nguyên Trang kính mời huynh ạ. Dạ, Nguyên Trang kính gửi mic lại cho huynh nha. Dạ, con xin xuống mic. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Cha con kính tri ân những cái lời dạy vừa rồi của sư về cái vấn đề mà chúng con nêu ra. Dạ, như vậy thì con gác cái vấn đề đó, cái vấn đề về cái thọ khổ, cái tướng thọ khổ. Nó tương đối với người này với người kia, và con gác qua một bên thì con đặt ra một cái vấn đề tiếp là cái pháp thực tánh, danh pháp với lại sắc pháp thì nó sanh diệt liên tục. Dạ, ví dụ như mình lấy sắc pháp đi thì nó sanh diệt liên tục. Nó cái sắc pháp này nó vừa sanh lên thì nó diệt ngay tức thời, rồi nó làm duyên để cho cái sắc pháp tiếp theo nó sanh lên, và nó cứ liên tục như vậy. Và vì cái tính chất này á, cho nên rằng là cái sự nhận thức của mình hay là cái sự cảm nhận của mình về cái sắc pháp đó, thưa sư, phải chăng nó chỉ là cái ảo ảnh của cái sắc pháp mà thôi, của cái thực tại mà thôi? Còn lấy cái ví dụ như vậy, thưa sư, là bây giờ con đứng ở trong một bóng tối, con cầm một cái cây nhang, nó có một cái đốm lửa nhỏ, con quay như vậy thì nó sẽ tạo ra cái tướng là một cái vòng lửa. Nhưng mà thật ra cái tướng vòng lửa này á, nó chỉ là cái ảo ảnh thôi, nó chỉ là giả tướng thôi. Chứ còn bản chất thật á, nó chỉ là một cái đốm lửa nhỏ, nhưng mà nó nối tiếp nhau quá nhanh, cho nên nó tạo ra cho mình thấy là tưởng như là có một cái vòng lửa thật. Thì tương tự giống như vậy, cái sắc pháp á, nó cũng sanh diệt nhanh như vậy đó. Thì như vậy thì cái sự mà mình gọi là mình nói rằng là mình nhận thức hay là mình thấy được đúng cái thực tại sắc pháp, thật ra nó cũng chỉ là cái ảo ảnh của vô số những cái sắc pháp nó sanh diệt, nó tạo ra cái tướng đó mà thôi. Tức nghĩa là cái tướng của cái sắc pháp mà mình nhận thức ra đó, nó cũng chỉ là ảo ảnh, là quyển pháp mà thôi. Có phải như vậy không, thưa sư? Dạ, con kính gửi mic để sư chỉ dạy về cái vấn đề này. Nó rất là quan trọng cho cái vấn đề của cái người mà tu tập về thiền quán. Tại vì thiền quán là luôn luôn lấy cái pháp thực tại, sắc pháp và danh pháp làm đối tượng. Nhưng mà nếu đúng là cái sự nhận thức về một cái tướng nào đó của sắc pháp nó chỉ là cái ảo ảnh thôi đó, thì chúng ta coi chừng chúng ta bị lầm ở trong cái vấn đề nhận thức về thực tánh pháp chỗ này. Cho nên là con mới xin sư là từ bi quan hỷ là giải thích rõ về cái vấn đề này. Nhà con kính gửi mic cho sư. Nam mô Bụt Tha Giá, kính bạch chư tôn, dạ kính thưa chư quý vị. Chúng tôi đã từng nói với huynh là mình chỉ thấy được cái đó qua pháp hành mà thôi. Còn bây giờ mình không học chơi, mình không hành tới chốn, rồi mình có những cái tư tưởng giống như huynh vừa đề cập vậy đó. Trong chú giải của thành của bài kinh Tứ Niệm Xứ, không phải loại sắc nào mình cũng có thể quan sát được, mà chỉ quan sát được loại sắc phát sanh do tâm mà thôi. Bởi vì khi loại sắc phát sanh do tâm đó, nó sanh diệt cùng với lộ trình tâm, thành ra người ta nhận dạng được cái sắc đó lúc nó diệt. Bởi vì lúc đó cái tâm nó không còn thấy nữa, mà cái sắc nó cũng diệt. Thành ra khi nào mình hành tới đó, mình sẽ thấy rõ ràng, chứ mình không thể nào nói lại. Bởi vì cái tệ thứ nhất là tệ thấy trên sắc, tệ thứ hai là thấy nhân duyên trên sắc, rồi tới tệ thứ tư mới thấy sự sanh diệt. Rồi tại sao thấy sanh diệt? Bởi lúc đó cái pháp hành mình á, cái lộ trình của pháp hành á, nó đủ sức, nó đủ năng lực để nó nhận dạng cái đó, thấy cái đó, mà thấy rõ ràng, chứ không thể nó không thấy rõ ràng được. Mà chỉ thấy qua pháp hành mà thôi, chứ không thể thấy qua pháp học được. Bây giờ có giảng cách mấy huynh cũng không thấy được. Thành ra ráng học đi, học cho tới nơi nào đó rồi vô trường thiền ngồi,
làm theo thầy mấy vị thiền sư rồi sẽ có kinh nghiệm hơn. Chứ còn bây giờ mà có nói tới sáng cũng không thể nào hiểu được. Nó rất nhiều chuyện như vậy chứ không phải không. Ví dụ như bây giờ mình quan sát cái chân bước đi, mình quan sát cái gì, mình chỉ thấy cái chân thôi rồi thì làm sao mình thấy được cái thực tính pháp. Nhưng mình nếu mình quan sát cái tâm mình đủ mạnh, mình thực hành đủ đúng mức, thì mình quan sát cái sự cử động á, cái chất gió nó chuyển động đó, thì mình lúc đó mình mới thấy cái gì được. Chứ còn bây giờ mình cứ thấy cái chân, thấy thịt, thấy cứng, thấy mềm là không bao giờ thấy được cả. Là nó quên ráng cố gắng học tới đúng mức rồi, hạ thủ công phu thì sẽ thấy. Chứ những cái này không thể giải thích bằng pháp học để cho người đó thấy được. Nam mô Bích Thà Giá. Nam mô Bích Thà Giá. Dạ, con kính tri ân. Bởi vì cái này là ngay trong cái lý thuyết của Vi Diệu Pháp đã nêu ra cái nguyên lý như vậy rồi, cho nên rằng là một cái người mà mình muốn có một cái gọi là nhận thức đúng đắn thì mình cần phải hiểu đúng về cái chuyện đó. Hành chi là con thấy có khi là nó hơi bị mâu thuẫn, chứ có mới nêu cái vấn đề ra. Và nhiều sư đã khuyên như vậy rồi thì con gác cái vấn đề đó qua, con quay sang cái vấn đề khác. Là hồi nãy có vị hỏi cái vấn đề về như thế nào là sự tinh tấn, như thế nào là cái sự tinh tấn. Thì sư có dạy và chắc là ai trong đây cũng được học, tức là nỗ lực để mà tạo ra cái thiện pháp và từ bỏ đi cái bất thiện pháp, nó đoạn là như vậy. Nhưng mà khi mà nếu mà mình nỗ lực, nếu mà mình hiểu tinh tấn là một cái sự cố gắng và mình nỗ lực mình đạt được cái thiện pháp, mình tránh bỏ cái bất và mình đạt được cái thiện pháp, thì như vậy nó rất là giống với lại cái gọi là phúc hành ở trong cái là hành duyên cho thức, vô minh duyên cho hành, hành duyên cho thức. Thì hành nó có cái phúc hành, thì cái phúc hành này đó là mình tạo thiện pháp. Như vậy thì nếu mà mình hiểu là tinh tấn là mình nỗ lực mình đạt tới một cái trạng thái mới, mà trạng thái đó là thiện pháp, thì như vậy nó có bị rơi vào trong cái gọi là hành duyên cho thức, tức nghĩa là mình đang nỗ lực đi vào tiếp tục cái sanh tử luân hồi hay không, thưa sư? Và nếu bây giờ chúng ta muốn tránh cái sự tinh tấn đó, nó là nỗ lực nhưng mà nó là đi ra chứ nó không phải đi vô, thì mình phải tác ý như thế nào? Dạ, kính xin sư quan hỷ từ bi chỉ dạy cho chúng con ở cái điểm này. Dạ. Nam mô Bố Thầy gia kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị. Thì rồi chúng tôi nói rồi mà quý vị không chịu để ý. Duyên khởi tính từ sát na tâm chứ không có tính nhiều. Duyên hệ thì mới tính nhiều sát na tâm. Thì duyên khởi tính từ sát na tâm là tính như thế nào? Bây giờ mình muốn nói là phúc hành, thì mình phúc hành nó gồm có tám tâm thiện dục giới và năm tâm thiện sắc giới. Thì bây giờ mình bước với cái tâm nào thì mình chỉ lấy cái tâm đó, tâm thiện đó ra để mình coi nó có đủ những cái điều kiện mà huynh hỏi hay không. Chứ mình không thể nào nói hành duyên thức là có phúc hạnh phúc này kim sùng cái đó, nó không được. Bởi vì khi mình dở cái chân lên mình bước, mình phải biết cái đó là cái gì và cái gì điều khiển cái sự bước đó, thì từ đó mình mới nhìn ra cái duyên khởi, chứ không thể chỗ khác được. Còn nếu mình bước với cái tâm bất thiện thì nó cũng có hành duyên thức vậy, nhưng mà nó là phi phúc hành, thì lúc đó làm sao mình nói cái chuyện là mình đang hành được? Không lẽ hành tứ niệm xứ rồi bất thiện là tất cả những cái đó đều phải học hết á. Còn không học coi chừng mình quán nó đặt lắc, bởi vì lúc đó tâm mình là tâm bất thiện. Còn mình nói chung đó, hành duyên thức mà có phúc hạnh, cái đó là
duyên hệ chứ không phải là duyên khởi. Bởi duyên hệ là nó tính nhiều cái tâm. Tại sao gọi duyên hệ tính nhiều cái tâm? Tâm trước nó làm cho duyên, tâm sau như thế nào, tâm sau nó chịu ơn tâm trước như thế nào. Ở bên trong cái tâm mà mình đang quan sát, nó có bao nhiêu tâm trở thì nó có bao nhiêu cái điều kiện. Rồi bên ngoài là như thế nào, bên ngoài là cái đối tượng gì đó, nó có bao nhiêu điều kiện. Rồi khi mà bên trong mà nó nương nhờ cái sắc thần kinh nào thì mình nó có bao nhiêu điều kiện. Thế nên mình không thể mình dùng một cái chữ để hành duyên thức, thức duyên danh sắc để mình giải thích cái này là không được. Bởi vì cái chỗ khi mà mình hành trong cái thiền minh sát này là, nó là trùng trùng duyên khởi, chứ nó không phải là một hai duyên. Mình nhớ chữ. Thành ra mấy cái muốn học mà đủ để cho hành thiền minh sát được đó là phải học tâm, tâm sở và sắc cái đó, hiểu rất rõ ràng mọi chuyện. Chứ còn mình hiểu không mọi chuyện là mình hành thiền minh sát không có được. Tại thiền minh sát nó rất là vi tế, chứ nó dẫn giống như mình nghĩ được. Mà mình không thấy, mà là mình không thấy là mình sẽ không thể nào có sự tiến bộ trong pháp hành thiền minh sát cả. Thành ra nó rất là nhiều khê. Quý vị nên học đi ha. Còn không học mà cứ nghĩ tới đâu hỏi tới đó thì không bao giờ hiểu được cái sự vi tế của nó cả. Nam mô Bích Thầy giá. Nam mô Bụt Thà, dạ. Dạ con kính tri ân lời dạy của sư ạ. À. Dạ cái con xin nhắc lại là ý con là vì khi mà mình nghe nói tới cái chữ tinh tấn là thường là mình sẽ cố gắng và mình nỗ lực để mà mình đạt tới một cái mà mình chưa có. Thường mình hiểu là như vậy. Mà khi mà mình đang cố gắng, mình gọi là mình có cái chủ ý là mình nỗ lực, mình tạo tác để mà mình đạt tới một cái trạng thái mình chưa có được, mà mình có cái trạng là tốt đẹp đó. Như vậy rõ ràng nó là cái gì? Nó là mình đang tạo một cái nghiệp, cho dù đó là thiện nghiệp. Nhưng mà có phải chăng rằng là cái sự nỗ lực tạo tác để mà đạt tới một cái mục đích ở trước mắt đó, nó vẫn đang là đi vào trong cái sanh tử luân hồi hay không? Đó, ý con đặt là như vậy. Xong rồi con mới mượn cái lý của duyên khởi để mà con nói là hành duyên cho thức thôi, thưa sư. Chứ còn đối với lại cái người bình thường thì con nói rằng là như vậy, ai một cái người bình thường thì luôn luôn mình muốn là đạt tới cái tốt đẹp, đạt tới một cái tốt đẹp, cái mà mình cho đó là lý tưởng, thì mình cố gắng mình nỗ lực. Thì như tất cả Phật tử ai cũng như vậy. Nhưng mà ý con muốn hỏi rằng cái suy nghĩ đó đó, nó có bị rơi vào là gì, mình đang cố gắng để mà đi vào dòng sanh tử luân hồi hay không? Và con mới hỏi sư rằng là như vậy thì mình phải tác ý như thế nào để mà cái sự tinh tấn nỗ lực của mình đó, nó không bị đi vô sanh tử luân hồi mà nó lại đi ra. Đó, ý con là như vậy. Con kính gửi mít cho sư chỉ dạy, chứ không phải là con nói về trong cái duyên khởi. Nam mô Bụt Thà, dạ kính bạch chư tổ hoàng, dạ kính thưa quý vị. Chúng tôi đề cập tới duyên khởi với duyên hệ là để cho thấy là trong pháp hành của mình nó dính vô cái đó. Nếu mình không nhận dạng ra được đó là cái tâm mình rơi vào cái điều kiện của bất thiện pháp. Bởi vì quý vị nên nhớ là những cái pháp hành đó, mà thuộc về tứ niệm xứ đó, nó có cái hai chuyện để nói: nẻo chánh hoặc nẻo tà. Đó. Mà rất dễ, nếu mình đi vào nẻo chánh đó, thì nó không lọt vào sanh tử luân hồi, mà mình đi về nẻo tà là chắc chắn nó phải lọt về sanh tử luân hồi. Cái đó là điều kiện tiên quyết. Cái điều kiện thứ hai đó, dầu rằng mình đi trúng cái nẻo chánh, nó vẫn lọt vào cái sanh tử luân hồi. Là tại sao? Tại vì mình đi không tới nơi mà mình đã mất cái như thế nào. Ví dụ như bây giờ đó, tại sao mất? Chúng ta nó mất là mất như thế nào? Tệ thứ nhất, tệ thứ hai, tệ thứ ba, tệ thứ tư, vẫn còn cái upasana, tức là phiền não của thiền minh sát nó lọt vô được. Mà khi nó lọt vô được là mình đi về cái hướng sanh tử luân hồi mà mình không biết.
Đó là lý do tại sao khi mình hạ thủ công phu hành mình phải có thầy vậy. Bất cứ người nào học tới đâu không biết, phải có thầy. Cho tới khi nào ông thầy đó, ông thầy thứ thiệt kìa, ông biết mình có khả năng tự điên mình được thì ông mới buông mình ra. Còn nếu không mà buông bất tử, mình vẫn đi vào nẻo sanh tử luân hồi, tới tệ thứ tư vẫn còn nẻo sanh tử luân hồi như thường, chứ đi tới không được. Tại vì tệ thứ tư quý vị thấy có hai phần, nó phần đầu á là nó còn cái 10 cái quý vật sanh vật kia lê xả nó chen vô, tức là phiền não minh sát nó chen vô, mà nó chen vô lúc nào thì mình tiêu lúc đó, chứ không có gì đó. Thành ra tệ thứ nhất, tệ thứ hai, tệ thứ ba đừng có nói gì đó, vẫn là lẫn là sinh tử luân hồi. Bởi vì trong thanh tịnh đạo đó, họ bắt đầu họ kể đó, là tệ thứ tư trở đi mới là tệ của thiền minh sát đó. Nhưng mà trong chú giải thì họ tính 16, nhưng mà trong thanh tịnh đạo tính có 10 hoặc 9 mà thôi, tùy theo chỗ. Thành ra bao giờ cũng là dính vô đó, đó mình chưa tới nơi mình làm trời, mình hạ thủ công phu là mình chết. Không có, có vậy đó. Quý vị biết những cái trung tâm thiền mà thứ thiệt ở Thái ở Miến Điện phải học hết gì pháp trung cấp nó mới nhận, còn nếu không nó không nhận. Còn mình đâu vô mình ghi danh từng tiền nào nó nhận là biết là nó chỉ tạo cơ hội cho mình gieo duyên mà thôi, chứ không có làm được ăn, không làm ăn được gì cả. Nhớ chuyện đó chứ không phải không. Vì pháp tức là hữu ích tâm tâm trở với sắc, như là chi tiết rồi thì vô thầy sư cũng dạy mình mới hiểu được. Chứ còn nếu không, giống như huynh nói là bước vào con đường sanh tử luân hồi hết, chứ không thể nào đi ra được. Bởi vì tới cái tệ thứ tư của thiền minh sát vẫn còn dính mà mình chưa có tới tệ thì mình đừng có hy vọng mình đi ra khỏi cái đó, mình vẫn lọt vào cái con đường sanh tử hết. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Dạ, con kính tri ân lời dạy của sư ạ. Sư vừa mới đề cập là phải tới cái tuệ thứ tư, nhưng mà cái tuệ số 1, số 2 và số 3 đó thì vẫn là đang nhận biết ở trên chế định pháp, chứ chưa thấy được thực tánh pháp, có đúng như vậy hay không thưa sư? Con nhớ rằng là ở trong một số những cái chú giải thích về cái tuệ 1, tuệ 2, thấy được cái pháp danh sắc, thấy được nhân duyên của danh sắc. Ngay cái tuệ thứ ba là thẩm sát tam tướng, nhưng mà người ta nói rằng là vẫn chưa có phải là thấy được cái chính xác, tức là vẫn thấy dựa ở trên gọi là cái chế định pháp, có phải như vậy không thưa sư? Dạ, con kính gửi bích để cho sư làm sáng tỏ ở cái điểm này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca, kính bạch chư tổ, dạ kính thưa cho quý vị. Mấy vị thiền sư tứ thiệt họ gọi là tệ thứ hai, tệ thứ ba vẫn là pháp học. Tại vì thường thường mình có thấy đi nữa mà mình chỉ dựa vào pháp học để mình thấy, chứ không phải là mình thấy bằng giống như cái tệ mà tệ thứ tư phần sau đó. Tức là tệ thứ tư nó có hai phần, phần thứ nhất nó gọi là Taruna, phần thứ sau gọi là phá lá quá, tức là tệ có năng lực. Thì tới phần sau đó mới là thực sự là thấy rõ ràng danh sắc nó như thế nào rồi này kia dùng, và nó đã thoát khỏi cái 10 cái phiền não minh sát rồi. Chứ cái 10 cái phần đầu của cái tệ thứ tư đó, dầu là thấy sanh diệt nhưng mà tệ phiền 10 cái phiền não tự sát vẫn chen vào để nó làm cho mình bá thở luôn đó. Thành ra quý vị, thành ra nhiều khi đọc mình phải đế rồi cái đó, nó gọi tệ minh sát có bao nhiêu. Dù trong thanh tịnh đạo nó thường nó tính 10 hoặc 9 thôi, chứ nó không có tính 16 giống như là mình ấy, tại vì mình tính ba cái đầu nữa với cái cuối cùng nên ra nó thành 16 cho thực hiện đó. Thành ra cái đệ nhất đệ hai đó là do người học pháp học, nghĩa là giỏi chính xác này kia chồng đó. Thành ra thường là thấy là dựa vào pháp học để mà thấy, chứ chưa thật sự là thấy giống như cái đệ thứ tư. Nó thành ra trời ơi, con đường đi ra mà nó, mình nói giống như mình nghĩ ra đâu được quên. Nó dàn trời đi chứ Đức Phật ở trong vòng mấy bao nhiêu năm của Ngài đó, không có đâu bao nhiêu người đi tới nơi đâu. Đa số là không có đi tới nơi. Bây giờ mình là dễ chết lắm, dễ. Cái đó là rất là khó. Mình mới thấy sơ sơ, mình đã tưởng mình ngon. Mà khi mà tưởng mình ngon là biết cái gió gì không? Là kỳ lê
xã đó, nên nó chung vô. Phiền não nó chung vô là nó nâng mình lên một trong 12 cái tâm ở trên là vỗ tay cho mình. Mình tưởng thiệt là mình chết. Phải tới thứ tư trở lên mới thật sự là thấy. Nam mô Bích Thầy á. Nam mô Bích Thầy dạ. Dạ con kính tri ân lời dạy của sư ạ. Dạ thực tập mà thì thú thật giờ con còn mong mà để mà được cái gọi là cái Vipassana ký lê xạ. Mình còn chưa được, không muốn có được cái phiền não của cái tuệ gọi là tuệ thứ tư non kém mà cũng còn chưa được nữa. Dạ. Như vậy thì chứng tỏ rằng là sẽ rất dễ, rất là nhiều người phải nói là rất dễ bị ngộ nhận, là tại vì như sư nói rằng là cái tuệ 1, 2, 3 vẫn là cái tuệ văn, nghĩa là ở chế định. Văn là ở cái tuệ 1 là thấy được, phân biệt được rõ ràng từng cái sắc pháp và từng cái danh pháp. Và như vậy họ sẽ ngộ nhận rằng là họ đã chạm được với cái pháp thực tánh. Nó quá là nguy hiểm. Dạ, con xin tri ân sư chỗ này. Dạ. Rồi, giống như con quay lại cái vấn đề cũng rất là thiết thực, đó là nó hơi có một chút tế nhị chỗ này. Đó là như hồi nãy sư nói, sư thường dạy các cái trung tâm thiền của Thái Lan là muốn vô là phải có căn bản, phải có là trung cấp gì đó về vi diệu pháp. Ngay cả ở Việt Nam cũng vậy, thưa sư, là muốn học về thiền thì Phật tử cũng phải vi diệu pháp. Nhưng mà rõ ràng, thưa sư, là bài kinh tứ niệm xứ Đức Phật dạy cho người dân ở xứ Gú Rú, Đức Phật không có dạy cái gì về vi diệu pháp cho người dân đó hết. Nhưng mà vẫn có hiệu quả. Như vậy thì mình phải hiểu như thế nào, thưa sư? Và rất nhiều người, chứ không phải là chỉ riêng có cái người dân ở xứ Gú Rú. Khi Đức Phật dạy, Đức Phật hoàn toàn không có chỉ cho cái người đó một chút xíu gì về vi diệu pháp hết. Nhưng mà người đó vẫn cứ đắc đạo quả được như thường. Như vậy mình đâu với những cái gọi là gì, với những cái minh chứng rõ ràng như vậy, thì mình đâu thể nào mà mình đưa ra một cái kết luận và không học vi diệu pháp thì không thể được đắc đạo quả, ví dụ như vậy. Là tại vì ở thời Đức Phật minh chứng rằng là có rất nhiều những cái minh họa được là có như vậy mà. Như vậy thì chỗ này chúng ta phải giải thích như thế nào? Mà như riêng con thì con thấy rất rõ, nếu mà mình không có cái kiến thức vi diệu pháp thì rõ ràng là mình không thể nào mình hiểu nổi được cái bài kinh tứ niệm xứ. Nhưng mà trên thực tế, ở trong cái tạng kinh dạy thì Đức Phật dạy cho người dân Gú Rú về cái bài kinh tứ niệm xứ đó mà không có dạy một chút xíu nào về vi diệu pháp cả, thực tánh pháp hay là tâm tâm sở sắc pháp niết bàn gì hết. Như vậy thì chỗ này thì con kính xin sư Quan Hỷ giải thích cái chỗ này, chúng ta nên hiểu như thế nào cho nó đừng có, cho nó hợp lý đó, thưa sư. Dạ, con gửi mic cho sư. Nam mô Bố Thầy, dạ kính bạch chư tôn, dạ kính thưa quý vị. Quý vị nên nhớ đó, cái điều này là điều quan trọng. Nếu cái người sống vào thời Đức Phật mà không lọt vào võng trí của Ngài thì Ngài có thuyết pháp cho nghe hay không? Chỉ cần biết cái đó thôi. Tại sao Ngài phải lựa lọt về võng trí của Ngài? Ngài mới nói pháp. Bởi vì người đó trong nhiều đời, nhiều kiếp đã từng học cái đó, đã từng nghe cái đó. Bây giờ mình chỉ cần nói sơ là người đó biết liền, thì mới được Ngài nói pháp cho nghe. Vì nên nhớ cái chuyện đó. Vào thời Đức Phật đó, Ngài và hàng ngàn chư vị thánh tăng đi tìm Ngài. Cái dân Ấn Độ lúc đó đó, Ngài nào cũng để bát cho Đức Phật hàng ngàn chư vị thánh tăng, nhưng được bao nhiêu người đắc đạo. Tôi nhớ chuyện đó chứ không phải là bộ Đức Phật thấy ai cơ. Nói thật sự chứ lúc đó mà từ chúng tôi huynh tu học Phật pháp mà có đứng trước mặt Ngài, Ngài cũng nói lời chứ ở đó mà Ngài nói pháp cho mình nghe. Bởi vì mình đâu lọt vào giọng trí của Ngài đâu. Ngài có biết nói cho mấy này nó cũng hiểu gì. Nghe không? Thành đã muốn hiểu là phải hiểu thực tính pháp. Chúng tôi thí dụ cái câu mà dễ nhất là cái câu của Ngài Sở Chí nói cho Ngài Sở Đi Bồ Tạ đó. Dê thâm ma hỷ tụ ba phá qua. Thường thường mình dịch dạng pháp do duyên sanh. Nhưng mà Ngài Sở Đi Bồ Tạ, Ngài nghe câu đó Ngài hiểu dê thâm ma hỷ tụ ba phá qua là gì.
khổ đế, có nhân là tập đế. Mà Ngài thấy luôn thực tính pháp khổ đế là cái gì, tập đế cái thực tính pháp là cái gì, chứ không phải như mình. Nên nhớ chuyện đó, thành ra Ngài, những cái người đó mới, Ngài nói rất là vắn tắt nhiều câu. Nhưng mà quý vị không tin chúng tôi đó, quý vị lật chú giải ra coi họ giải thích cái đó là cái gì đó. Đi đứng nằm ngồi giải thích như thế nào, chúng tôi biết. Để chúng tôi coi thử coi trong chú giải của cái mấy cái này nó có cái đoạn nào để chúng tôi thí dụ cho quý vị thấy, chứ đâu phải như trời ơi bộ nghe Đức Phật nói trời. Nếu mà dễ quá thôi, chứ quý vị bảo đảm nếu mà dễ như vậy đó, xin thưa quý vị, quý vị không ngồi đây mà nghe chúng tôi nói chuyện đâu. Quý vị vô rừng ngồi ngáp ngáp để cho đắc đạo quả cho rồi. Coi rằng cái bài kinh tứ niệm xứ, không biết trong đi khá ni cà giá không quý vị. Coi đâu rồi, cho thấy họ giải thích như thế nào đây quý vị, không phải dễ đâu quý vị. Cho thấy cái chú giải nó như thế nào đây, chúng tôi coi rồi cho quý vị biết. Chứ nó không phải dễ giống như mình tưởng đâu. Mà mỗi lần tìm nó cũng khó thêm luôn chú giải như vậy. Coi nó nằm đâu. Coi không biết quý vị có đọc trên màn ảnh thấy không? Thấy cái đoạn chúng tôi post lên đó. Đó. Đây nè. Đây là nói sơ sơ về cái vấn đề ấy nè. Sa gia mi tị chịt tăng ngụ bạch chá tị. Tăng hoa văn chá nê tị. Hoa vô quyên giác tinh chá nê tị. Chịt tại kỳ gia qua vô tha tụ này kia, chúng tôi đã đọc từ đầu cho quý vị thấy đây là bốn cái chuyện nè. Ní sĩ đá mấy tỳ chỉ tăng và chấp tiền, sự suy nghĩ sẽ nằm phát sanh, thấy rõ ràng. Tăng qua văn nê tỳ, sự suy nghĩ đó làm phát sanh chất gió qua vô nè. Qua vô nguyên giác tinh qua nê tỳ, chất gió đã chuyển động, đó. Thấy không? Thấy rõ ràng là bây giờ mình đọc ở đây là mình đọc theo từ ngữ của cái chế định pháp. Đó. Ví dụ mình suy nghĩ là sự suy nghĩ mình sẽ nằm phát sanh. Sự suy nghĩ đó là phát sanh chất gió. Chất gió đã chuyển động. Thì cái người mà muốn nằm đó là phải thấy cái đó. Thấy là mình muốn nằm. Thì là phát sanh chất gió. Chất gió làm cái người mình nghiêng xuống. Thấy không? Thì mình không thể mình nhìn con cái cả thân, cái thân mình nghiêng xuống được. Mà mình phải nhìn cái chất gió mà nó làm cho cái chuyển động cái thân nó nghiêng xuống. Thì lúc đó có phải thấy danh sắc không? Chứ còn mình nghĩ mình ngã người mình nằm xuống, vậy là nằm. Đó là đúng là nằm, nhưng mà chỉ là chế định pháp mà thôi. Còn mình phải thấy, mình thấy cái gì? Mình thấy sự suy nghĩ mình phát sinh chất gió. Phải thấy chứ bạn, chứ không phải là mình học theo cái danh từ mình đây. Sự suy nghĩ phát sinh chất gió,
Nó đây qua chân gió, mà chân gió nó nhúc nhích, nó làm chuyển động cái thân mình. Là quan sát cái thế nằm là quan sát như vậy. Chứ không phải quan sát cái thế nằm là mà nhìn cái đầu từ từ nghiêng xuống rồi này kim trùng đó. Đó, quý vị nên hiểu chuyện đó. Thấy thấy rõ ràng vậy đó, thành ra đâu phải dễ đâu. Mình muốn quan sát tứ quy nghi đâu phải dễ đâu. Là mình phải thấy danh sắc trước. Là khi thấy danh sắc rồi tới dừng đụng cái đó mà mình phải dựa vào cái sự thấy danh sắc của mình rồi đó. Thành mới biết sự suy nghĩ mình phát sinh chất giỏi như thế nào. Rồi lúc đó mình mới có thể quan sát được cái điều kiện đó. Tức là quan sát thấy cái sắc nó chuyển động như vậy. Mà nó chuyển động theo điều đó. Người đầu ngã xuống tới đầu chạm gối chân thẳng như đây, vậy là gọi là nằm. Mà hỏi cái gì nằm? Mình cứ nghĩ là cái thân này nằm phải. Sự chuyển động của chất gió, người ta đặt tên nó là nằm. Mà sự chuyển động chất gió phát sinh thì kiểu khác, người ta gọi nó là ngồi. Thấy không? Thành ra nếu mà mình không học cho thật kỹ đó, mình không thể nào quan sát cái tứ quy nghi hay là cái tiểu quy nghi của mình được hết á. Nó phải có cách quan sát từ đâu ra hết. Mà bây giờ mình không học về duy diệu pháp thì làm sao mình thấy được cái đó? Làm sao mình thấy chất gió phát sinh là cái gì? Đó. Nhưng mà Đức Phật hồi thời đó ngài nói chuyện với cái người đã học cái đó từ nhiều đời về kiếp rồi. Ví dụ như bây giờ quý vị học vô học cho đã, học duy pháp cho đầy đủ đi. Quý vị sanh lại cái chỗ nào đó lỡ gặp quý vị thánh tăng nào đó, cái họ nói cho quý vị hiểu liền. Còn nếu quý vị chưa học thì họ nói quên suy nghĩ đi, quên thấy có cái chuyển động trong người nó phát sanh tu cả thân người đó, nhưng mà chỉ quan sát cái đó thôi, nó làm cho cái thân nhúc nhích ngã xuống, cái chân đàn đại kim trong đó, thì quý vị mới hiểu được chứ, phải không? Chứ làm sao gặp vị thánh tăng không lẽ họ nói là Đức Phật dạy à, có tác ý biết nằm là xong hả? Mình phải biết thực tinh pháp mới thấy được này được nọ chứ. Thành ra cái chuyện huynh hỏi là tại sao Đức hồi xưa Đức Phật lúc đó nghĩa vào thời Đức Phật đó, nó đã nghĩa là ngài dạy từ cái bài đầu tiên nó đã có thực tinh pháp rồi chứ không phải không. Bài thập pháp đầu tiên đó, quý vị đọc lại cái bài pháp đã biết, bài thập mới chật thập của nó rồi, nó đã có gì pháp, bởi vì ngài dạy cho những người đã học những cái đó rồi. Mình nói ngài không dạy cho được, ngài dạy từ đầu 84.000 pháp quẩn nó thật tỉnh, sau này người ta mới chia ra để cho mình thấy cái tạng này là di pháp, tạng này là tạng kim, tạng kia. Thời Đức Phật không có cái vụ đó, ngài chỉ cần nói là đây là luật, đây là pháp, pháp gồm cả kinh và là di pháp, chứ ngài đâu có dạy gì, đâu có nói riêng đâu. Mà mình không có, ngài dạy 84.000 pháp quẩn, mà 84.000 pháp quẩn ngài dạy lúc nào? Ngài Ananda nói tôi nghe chính lỗ tai tôi nghe từ kim khẩu Đức Thế Tôn 82.000 bài pháp, và 2.000 bài pháp nghe từ các vị đồng hòa mạnh. Ngài Ananda lúc đó có đi lên cung trời không? Không có. Thấy không? Mà sao ngài nói là Đức Phật dạy cho ngài 84.000 bài pháp, thấy không? Tức là ngài đi đâu không biết, nhưng mà ngài xuống dưới này là ngài phải nói lại cho ngài Ananda nghe. Theo lời tỉnh cầu của ngài khi mà ngài được mời làm ấy. Thì nó mình mới có như vậy rồi quý vị. Sau này cứ tin theo một số cái điều kiện. Nó ngài lên đó ngài dạy trên trời, ngài dạy cho chư thiên. Ngài dạy dưới này rõ ràng ngài nên đang ngài nói vậy mà. Mà mình cứ suy nghĩ vậy rồi mình không hiểu. Cái thứ nhất, cái thứ hai là gì. Những cái vị vào thời gặp được Đức Phật là không có cần học cái gì đó. Ngài thấy người này đắc ở cái chỗ vọng trí của ngài, vô lọt vọng trí ngài với điều kiện gì thì ngài thấy giống hằng như ngài chu lá và bên thà cả đó. Tại sao ngài lấy cái khăn ngài đưa ngài hiểu lao mộ đi à? Gặp mình ngài lấy khăn mình đưa hiểu lao mộ đi, không đi tìm mình chắc đổ mồ hôi lao đi, mình lao ra cái mình đem cái khăn mình giặt à. Có chuyện như vậy chứ mình đừng có nghĩ giống như mình. Cái người mà đừng ngài nói Phật pháp mà đừng nghĩ giống như mình tội nghiệp. Nó mô cái thai vậy. Nam mô Bụt Thà dạ. Dạ con kính tri ân lời dạy của sư.
Nhưng mà rõ ràng những cái nêu vấn như sư nêu những cái dữ kiện như vậy á, thì nó cũng chỉ là giả thuyết thôi. Chứ còn sư đâu có thể nào, chúng ta đâu thể nào là chắc chắn rằng là tất cả mọi người dân Vũ Đú khi mà nghe bài kinh Tứ Niệm Xứ thì đều có thực hành y như cái chú giải mà sư vừa mới đưa lên. Tức nghĩa là khi mà muốn đi thì phải nhận thức cái là tác ý rồi sắc do tâm. Đó là tại vì cái đó là hoàn toàn là phụ thuộc vào phải có kiến thức về vi diệu pháp. Nhưng mà toàn bộ người dân đó mình đâu có cái dữ kiện nào để mà mình khẳng định rằng là tất cả mọi cái người dân nghe cái bài pháp đó là đều được học vi diệu pháp, đều hiểu vi diệu pháp đến mức tường tận tâm tâm sở sắc pháp đến như vậy để mà thực hành y như trong cái chú giải như vậy. Thì con nghĩ rằng là cái này là nói chung là mình dùng cái niềm tin này như vậy, chứ còn gọi là có cái dữ kiện để mà mình khẳng định cái điều đó thì con thấy nó chưa có thuyết phục. Là nhưng mà con đặt ra một cái vấn đề thứ hai nữa là như vậy, thưa sư, là bây giờ cho dù rằng á, ví dụ như là lấy nguyên cái đoạn chú giải đó ha, để mà mình quan sát cái gọi là cái tư thế lúc mà đi hay là mình đứng hay mình ngồi mình nằm chẳng hạn, thì khi mà trong đầu của mình á, mà mình dựng lên trong đầu của mình á, mà mình dựng lên theo cái chú giải đó là mình đang dựng lập lên cái đối tượng để mà mình muốn quan sát. Mà khi mình dựng lập lên một cái đối tượng như vậy đó, thì lúc bây giờ cái đối tượng đó là do bản ngã của mình nó dựng lên. Bản ngã ở đây trong trường hợp này nó chính là gì? Nó chính là kinh nghiệm, nó chính là kiến thức nó dựng lên để mình đi theo. Như vậy là lúc bấy giờ là chúng ta đang hành theo bản ngã, chứ mình không có ở trên cái pháp thực tánh gọi là tự nhiên. Cái thực tại nó đang xảy ra như thế nào, nó đang xảy ra như thế nào mà mình cảm nhận được cái thực tại thì lúc đó mới là đúng pháp thực tánh. Còn bây giờ mình dựng lên trong đầu mình sẵn nè, bây giờ là con chuẩn bị phải để ý đến là tác ý của cái ý muốn đi, rồi chất gió của cái tâm đó nó tạo ra. Thì như vậy mình có bị rơi vô là mình đang hành theo cái gọi là cái sự chỉ dẫn của cái bản ngã hay không, thưa sư? Bản ngã trong trường hợp này nó là kiến thức, nó là kinh nghiệm. Dạ, con kính gửi mít để cha sư chỉ dạy rõ ở cái này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca, kính bạch chư tôn và kính thưa cho quý vị. Nếu mình không học đàng hoàng, mình không hiểu đàng hoàng thì đúng là đời của huynh nói. Ở đây chúng tôi đề cập, chúng tôi diễn một số cái điều kiện cho thấy mình phải học cho tới cái mức mà mình có thể làm theo được những cái điều như vậy. Nên nhớ cái này đó, không phải chú giải tự nhiên người ta viết ra, mình nhớ chuyện đó. Nhưng người ta dựa vào cái điều kiện sau này đó, gần 900 năm sau này người ta hành, ta không biết hành như thế nào, thì những cái người mà ta đó có kinh nghiệm vật tế, ta dựa đó ta dạy vậy đó. Nhưng mà mình đừng đọc chú giải mà mình hiểu theo cái điều kiện giống như mình đã hiểu thì mình chết. Đó. Mình dở lên, mình dở cái chân lên đó, thì mình đừng nghĩ tôi đang suy nghĩ để dở chân, không phải. Mình phải nhìn vào cái động lực phía bên trong nó diễn động đó là cái gì. Mình không cần đặt tên, không cần nói đó là chất gió, không cần đặt tên. Nhưng mình quan sát, mình thấy cái được cái đó đó, mình mới là được gọi là người đang thực tập. Chứ còn nếu không là mình cứ tụng giống như là nhiều người đang ở trong ấy, dở biết dở rồi nghe kim tụng. Xin thưa quý vị, tới sáng còn chưa có kết quả gì cả. Đó. Cái tâm mình lúc đó là mình phải thực tình mà muốn tới đó, đó là mình phải thấy, nhớ là phải học hiểu và thực tập để thấy danh sắc, rồi dầu rằng cái sự thấy danh sắc của mình đó, nó vẫn dựa vào pháp học thiệt. Nhưng ít nhất mình phải biết nó là cái gì. Chứ bây giờ mình nhìn vào cái thân mình biết chỗ nào danh sắc không? Nó chỉ có 27 chuyện mà mình có biết không? Quý vị thấy không? Mình danh sắc mình còn chưa biết, chứ đừng nói chuyện gì cho nó xa. Tưởng đâu cái thân này là sắc à? Hả?
Thành ông phải hiểu những cái chuyện đó để mình lấy, chúng tôi dẫn chứng để cho thấy là mình phải hiểu tới thực tính pháp thì mình mới có thể làm việc được, chứ không phải là chúng tôi đem cái đó ra để quý vị làm theo. Mình nhớ chuyện đó, phải học để cho thấy cái đó. Cái nào không hiểu mình dựa vào một số chiếu giả để giải thích như vậy rồi mình hiểu thực tình cái đó là khi mình quan sát, mình quan sát cái gì, chứ không phải mình làm lại từ đầu giống như trong mình không cần. Mình bắt gặp được chỗ nào thì mình quan sát theo theo chỗ đó thôi, chứ không cần phải từ đầu thì mình suy nghĩ. Bây giờ mình suy nghĩ nằm phải không à, cái đó là thầu lao chứ. Mình hiểu chuyện đó phải không? Mình phải học thế nào để mình có thể mình dùng những chuyện đó để mình áp dụng một cách là thực tế, chứ mình không có nói cái chuyện nó phải vậy, không có đi phải vậy đó. Bởi vì cái bản chất mình nó khác, cái điều kiện mình học hỏi nó khác. Thành ra có những cái mà không thể dựa vào pháp học 100% để mình làm cái chuyện đó. Nên nhớ chuyện đó. Nếu mà dựa vào pháp học 100% thì Đức Phật hồi xưa Ngài phải dạy cho mấy cái gì mới lần đầu tiên gặp Ngài, Ngài phải dạy cho nhiều, Ngài đâu cần dạy nhiều đó. Ví dụ như Ngài Angulimala được Ngài vậy đó. Kêu tới chừng kêu lại. Kêu đứng lại anh này ông Sa Môn. Ngài nói là ta đứng rồi còn ngươi chưa. Khi nghe câu đó nếu không có sự giải thích hiểu là cái gì không? Ông chạy tôi rượt theo mỏi gần bá thở mà ông không đứng lại đứng như vậy. Mà Ngài Angulimala Ngài hiểu được vậy, tức là biết cái trí tuệ mình, cái trí tuệ của Ngài đó là mình so sánh không có nổi rồi, đừng nói chuyện gì khác. Nó có nhiều cái chuyện là Đức Phật dạy hồi vào thời đó chúng tôi nói rồi. Và thời mà Đức Phật dạy 84.000 bài pháp này dạy cho những người thuộc về Úc Cái Tị Tân Nhu với quyết là chị Tân Nhu mà thôi, chứ không phải dạy cho mình. Mà khi không phải dạy cho mình muốn đọc hiểu là mình phải dựa vào chú giải sớ giải, dựa vào lời giải thích của những cái vị mà tổ nữa, tức là những vị có kinh nghiệm về cái môn đó để mình có thể hạ thủ công phu được. Chứ còn nếu mình không có tới đó đừng hy vọng ha. Mà mình phải, nó nằm trong óc mình rồi mình dùng cái đó thôi, chứ mình đừng có chờ tới cái lúc nào đó thì rất là nguy hiểm đó. Bây giờ mình còn phải học còn nhiều lắm, chứ đâu mình không học cỡ mình đừng hy vọng hả thủ ông phu gì đó. Nó mua cái thai giá. Nam mô Bụt Tha Dạ, dạ sa thú, sa thú. Dạ con kính tri ân những cái lời dạy của sư ạ. Dạ xin mời các anh chị khác ở trong room nêu vấn đề, nêu câu hỏi. Dạ, ở đây có thầy Thích Chân Tịnh nè. Con xin gửi mic lại cho thầy ạ. Nam mô Bụt Tha Dạ, Nam mô Tham Mai Dạ, Nam mô Sang Khai Dạ. Con xin kính lễ Ngài, con xin kính lễ sư phụ, con xin kính lễ quý sư với cô tu nữ, cũng giống như xin đánh chào quý Phật tử trong đoàn. Chân tịnh xin cảm ơn trước là con xin tri ân những lời giảng dạy của sư rất là nhiều. Vì đây cũng là mấy chục năm mà con đã cái tức là cả nhà đã từng ấp ủ, cũng giống như đã từng qua cái khía cạnh tu tập và quan sát. Và qua những cái lời của huynh Hoài cũng là mà chân tình rất là thấy rất là hay, những câu hỏi đặt ra rất là thực tế trong đời sống mà chính bản thân chân tình đã từng ấp ủ, đã từng hành trì. Và khi mà huynh hỏi những cái câu như vậy đó, làm cho sư đưa ra những cái vấn đề rất là thực tế trong cái quá trình tu tập mà trải nghiệm. Khi mà chân tịnh về đây hình thành thì chân tịnh đã, tức là mình học mình quên hết. Tại vì sao? Mình hay lấy khái niệm, lấy cái học, lấy kiến thức mình ra, mình áp đặt lên đối tượng, cho nên mình không có thấy được pháp. Thì ở đây chân tịnh xin thưa trước, không phải là chân tịnh thấy pháp hay là như thế nào, nhưng mà qua một cái thời gian mà chân tịnh thực hành giống như lời sư vừa mới dạy. Tại vì cái lời của sư vừa mới dạy là chân tịnh đã thực tập mười mấy năm rồi, thành ra nó chặt lên chặt xuống. Cuối cùng là gì? Mình quăng hết, tức là mình đừng ảnh hưởng tới pháp thân, tức là học xong rồi bỏ hết.
bỏ hết. Mình đi vào cái thực của nó, tức là bằng cái thực tập liên tục. Ở khi một cái ý niệm gì nó khởi lên qua cái khía cạnh là căn nhà về ngôn từ là mình ấy bỏ, mình đi vào cái khía cạnh. Nó cứ trôi lăn liên tục vậy đó. Nhưng mà đến một giai đoạn rồi mình cảm nhận qua cái khía cạnh cảm thọ nó khởi lên. Ví dụ như khi mà chân tịnh làm những cái khía cạnh đồ nặng, những cái sự đau nhức nó khởi lên món đầu coi như mình nó ồ ta đau nhức. Nhưng mà cái nhà sau rồi bắt đầu mình lắng tâm, mình buông hết, mình văng bỏ hết đi, thì mình sẽ thấy những cái khía cạnh đau nhức đó nó hiện ra. Và với cái tâm nào và thấy rõ những điều đó à, và nó sanh diệt như thế nào, thì lúc bây giờ mình mới thấy cái nhà các pháp nó sanh diệt trong một cái khía cạnh mình không có ta hay là không có người ở đây. Thì chân tịnh dùng cái ngôn từ để diễn tả cái mà chân tịnh cảm nhận được. Tức là chỉ có người thực hành pháp mới cảm nhận được điều đó thôi. Còn khi mà chúng ta lâm vào pháp học giới hóa thì nói trên ngôn ngữ, nói lên dẫn chứng luận này luận kia, dẫn chứng là giải thích này giải thích kia, cái đó chuyện bên ngoài không có liên quan gì đến vấn đề pháp đang vận hành hết á. À, thành ra hôm nay cái những cái điều mà sư hướng dẫn con cảm thấy con rất là tri ân. Tại vì chỉ có những người học pháp và hành pháp và học xong rồi á, tức là ngôn ngữ ở bên Bắc truyền có câu là ngôn ngữ đạo đoạn tâm hành xứ diệt, tức là khi vắng mặt ngôn ngữ đi thì cái pháp thực tánh pháp nó mới hiện ra đó. Thì lúc bây giờ cái nhà thực tánh pháp nó không có ngôn từ, chỉ là cái nhà chúng ta cảm nhận, chúng ta quan sát từ những cái chất gió nó đang tác động, tức là cái khi suy nghĩ gợi khởi lên đó, nó khởi lên nó tác động và nó phát sinh ra chất gió, và cái chất gió này nó lay động như thế nào, và cái chân ở đây chúng ta tạm gọi là cái chân để chúng ta nói trên cái khái niệm ấy thôi, nhưng mà thiệt ra ở đây không có cái chân, chỉ có một hành động nó đang diễn ra thôi. Cái chất gió đó nó tác động, nó đưa cho cái hành động, nó thúc đẩy cho cái hành động nó đang diễn ra. Thì cái này mà chân tịnh chỉ chia sẻ trong cái quá trình mà bao nhiêu năm mà chân tịnh thực hành liên tục, mà nhiều khi nó cũng rớt lên rớt xuống, rớt lên rớt xuống rồi đó. Rồi cuối cùng là khi mà chân tịnh đi chỗ này chỗ kia thì nhiều khi thấy họ chỉ, nhiều khi nó cũng không hợp lắm. Cho nên cuối cùng rồi á, là mình tự tìm lại chính mình trong quá trình những cái khía cạnh, những quyển sách, tìm lại trong những cái quá trình mà những các ngài, các ôn mà cái bậc cao đức họ chỉ dạy. Cho nên mình cứ thực tập từ 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 mình sẽ có những cái kinh nghiệm đó. Thì lúc bây giờ chân tịnh chỉ nói một điều như này thôi. Khẳng định một câu là chỉ có những người thực hành, tức là nắm cái pháp ra thật là rõ từng chút, chứ không là cái nhà bị tà sư sai sử liền à. À, mà tà sư sai sử đó cũng do cái nghiệp của mình thôi. Thành ra chính vấn đề đó cái nhà nó mới tạo nên những mình phải có cái môi trường để mà huấn luyện mình, và mình có cái môi trường để mình có một cái cách, tức là quán chiếu tu tập. À, còn nếu mà không có môi trường thì chắc chắn rằng là cái nhà nó cũng là một cái điều mà trở ngại cho mình rất là lớn trong cái quá trình mình tu tập. Thành ra khi mà cái nhà nắm cái pháp hành rồi thì mình thấy rằng là cái pháp học á, nhiều khi nó lắm lúc nó bị sai nữa, người ta diễn tả theo ý của họ. À, thành ra khi mà chúng ta đưa ra những cái vấn đề ồ phải như thế này, phải như thế kia, phải như thế nọ, học trường lớp biết bao nhiêu người học trường lớp, nhưng mà nói đâu chúng đâu nói theo sách vở không à. À, thành ra từ ngay ở đó đó chúng ta phải đi vào cái vấn đề thực tại, chúng ta cứ cố gắng hành trì, nắm ở đâu hành trì, kiểm soát ở đó, để chúng ta thấy rằng cái này nó đưa đến đâu, rồi bắt đầu chúng ta không ngừng để mà tìm kiếm, không ngừng để mày mò từng chút, rồi chúng ta luôn luôn thực tập, chúng ta mới thấy được. Thành ra khi mà chân tịnh đã từng bị biết bao nhiêu người, họ đã dắt mình, ôi sao mệt mỏi, họ nói trời đất đất mới mệt mỏi lắm. Thành ra thôi kệ, thì đây là chân tịnh xin chia sẻ một vài cái cạnh mà chân tịnh đã có một cái đời sống mà thực tập qua nhiều cái khía cạnh. Có khi mình sung sướng cũng có nhiều khi mình gian khổ cũng có nhiều khi mình đau khổ tột cùng cũng có nhiều khi mình bất lực trước tất cả những cái vấn đề, có nhiều khi mình nằm mình chỉ chờ cái chết đó đang đến thôi, và mình coi cảm giác nó như thế nào. Thì chân tịnh trải qua bao nhiêu sự sống chết, và bao nhiêu sự đau đớn trong cái thể xác, và bao nhiêu cái khía cạnh trằn trọc, biết bao nhiêu đêm không ngủ. Thành ra nó người ta chưa hiểu chân tịnh là gì hết, nhưng mà cũng không cần phải người ta hiểu. Thành ra chân tịnh muốn chia sẻ điều đó, chỉ có pháp hành nó mới cảm nhận được cái pháp đang vận hành, đi vào cái khía cạnh thực tại thôi.
Còn bây giờ chúng ta nói rằng là học trường này, học trường kia, học hệ thống nọ, hoàn toàn chúng ta đi vào khái niệm rồi, chúng ta cả nhà chạy theo khái niệm rồi, chúng ta dính mắc vào ngôn từ rồi, bắt đầu chúng ta dính mắc vào sách vở, chúng ta dính mắc vào trong luận tạng đủ thứ hết trời ơi. Rồi cuối cùng mà chúng ta trở thành nô lệ cho những cái khía cạnh đó, mà chúng ta không thoát ra khỏi cái khía cạnh đó để chúng ta đi vào cái thực được. Đó là cả một cái đời tu tập uổng, uổng phí. Thì đó là những điều mà chân tình xin chia sẻ. Thì cũng xin cảm ơn rất là nhiều Huynh đặt những cái câu hỏi chân tình cảm thấy tuyệt vời quá. Tại vì những câu hỏi đó là cái nhà 5 năm trước, 10 năm trước là chân tình luôn luôn ấp ủ và luôn luôn đặt ra. Vì sao? Cái xứ khu ru cái nhà đâu có nói vấn đề với diệu pháp gì đâu. À, nhưng chân tình cũng không có bi quan, vì thời nào cũng có anh hùng, thời nào cũng có anh khùng điên hết trời á. Cho nên từ ngay ở đó cái nhà, trong thời xưa thì đương nhiên có những bậc cao cơ cao căn, những bậc mà cái nhà Đức Phật quan sát thấy rõ được, nhưng mà thời này cũng đâu có phải không có. À, có những ẩn sĩ, có những vị tuyệt vời mà mình chưa gặp thôi. À, có những vị nói ra cái họ hiểu rẹt liền, họ đâu cần qua cái khía cạnh hay khái niệm luận này luận kia đâu. À, thành ra từ ngay ở đó chúng ta có một cái khía cạnh quán chiếu. Có những vị mà cái nhớ hồi trước anh Thành học về cái khía cạnh bắt truyền, thì có những vị họ áp dụng về cái khía cạnh đường hướng nhân thiết cực kỳ tuyệt vời. À, mà khi mình học ra họ nói cứ đi vào thực hành đi, thực hành rồi mới thấy từng cái tác động, từng cái suy nghĩ nó khởi lên cái chất gió như thế nào, và chất gió nó chuyển động như thế nào, và mình quan sát từng chút từng chút từng chút. Thành ra từ ngày đó nó có những cái chuyện tuyệt vời lắm. Thành ra cả nhà thôi thì con xin tri ân sư rất là nhiều, và cũng xin cảm ơn Huynh đặt những cái câu hỏi cũng tuyệt vời, cái người đặt câu hỏi tuyệt vời mà cái người trả lời những câu hỏi cũng là tuyệt vời. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Bụt Tha Ya, Nam mô Tham Ma Ya, Nam mô Sang Kha Ya, cùng xin gửi mic lại cho đạo tràng ạ. Nam mô Bụt Tha Ya, kính bạch chư tổ hiền giả, kính thưa cho quý vị. Thật sự ra pháp học thì mình phải học. Nhưng khi mình học đầy đủ rồi đó, mình muốn hạ thủ công phu thì phải bỏ pháp học qua bên. Cũng giống như mình học ở trường đời, mình học để mình đi thi. Thì cái lúc mà đi vô cái ngày vô thi đó, mình không được mang cái gì vô hết, mà điều nó phải nằm trong cái não của mình. Còn bây giờ nhiều khi trong cái pháp học á, pháp học thì nó không có sai, nhưng mà mình hiểu không tới nơi, hoặc là cái người diễn giải cái pháp học đó nó không có đúng với cái điều mà mình cảm nhận. Chúng tôi thí dụ như vậy, quý vị đọc trong nhiều cái bài mà diễn giải cái trái ớt cay cay dày 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 dày, quý vị đừng có quan trọng cái đó. Quan trọng cái là quý vị lấy cái ớt quý vị để vô lưỡi quý vị, tích tắc trong cái lúc đó, lúc mà nó sẽ xúc vô cái lưỡi quý vị biết cay là gì. Rồi quý vị đem cái đó ra, quý vị viết thành sách, người ta đọc người ta không hiểu cái cảm giác quý vị lúc cái quý vị bỏ cái miếng ớt lưỡi quý vị. Thành ra chỉ có cái người hiểu rồi, học cho đàng hiểu rồi, hạ thủ công phu mới thấy được cái kinh nghiệm đó mà thôi. Đó. Thì pháp hành của Đức Phật là cũng như vậy. Bởi vì tại sao? Tại vì khi chúng tôi diễn dẫn một số cái điều kiện đó, thì chúng tôi diễn dẫn qua cái chế định pháp, tức qua cái lời dạy của Đức Phật, chế định pháp. Nhưng mà mình muốn hạ thủ công phu được là mình phải không thể được dùng cái chế định pháp, mà phải dùng cái thực tính pháp để mình quan sát, để mình làm cho cái quả nó phát sanh. Quý vị nên nhớ chuyện đó. Chứ bây giờ quý vị có giọng có thuộc lòng như Tam Tạng Pháp Sư mà không hạ thủ công phu để thấy nó như vậy đó, thì Tam Tạng Pháp Sư cũng chỉ là bộ Tam Tạng trong tủ mà thôi. Thì mình làm sao để mình có được cái đó, là học cho hiểu, hiểu thật sự rồi hạ thủ công phu. Cái học và cái hạ thủ công phu đó nó khác nhau chỗ nào? Mình học 100 chuyện nhưng mà khi mình hạ thủ công phu nhiều khi nó chỉ có vài chục chuyện mà thôi. Quý vị nên nhớ chuyện đó. Đồng ý rằng mới đầu quý vị hạ thủ công phu, quý vị có thể phải làm từ đầu, làm giống người ta dạy á, mình suy nghĩ sẽ ngồi là làm vậy vậy vậy. Nhưng mà khi quý vị đã thuần thục rồi đó, quý vị không cần suy nghĩ nữa. Quý vị quan sát cử động khi mà quý vị muốn nằm ngồi về thôi, chứ không có cần phải đi từ đầu. Mình nhớ chuyện đó là chuyện quan trọng. Khi mình thấy mình có cái kinh nghiệm như vậy đó, thì lúc đó mình mới biết
cái kết quả cần thiết trong cái việc học như thế nào và cái việc hành nó như thế nào. Đó là cái kinh nghiệm, mỗi người có riêng một cái kinh nghiệm đó mà thôi. Bây giờ còn 10 phút nữa, không biết quý vị nào còn câu hỏi xin nêu lên. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Dạ, kính đảnh lễ quý sư, quý cô tu nữ và con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, sa thú, dạ con kính tri ân Ngài Liễu Tông và sư và thầy Thích Chân Tịnh đã có những lời giảng dạy ạ. Dạ, con kính tri ân quý ngài ạ. Dạ, sau đây con kính mời đạo tràng ạ. Bây giờ mình chỉ còn có 10 phút nữa thôi. Dạ, con kính mời đạo tràng đặt câu hỏi là chat trên màn hình. Dạ, không biết là có bàn tay không ạ? Dạ, con kính mời mọi người. Dạ, chỉ còn có 10 phút là khoảng vài câu hỏi nữa là mình đã hết giờ. Dạ, con kính mời đạo tràng. Con chưa thấy... Cô Mát Ta, các bạn có câu hỏi không cô? Dạ, chưa có câu hỏi. À, có không có ai hỏi con? Dạ, dạ xin mời. Dạ, Nguyên Trang kính mời ạ. À. Dạ, con xin xuống Mát Ta. Con nam mô Đức Tam Bảo. Dạ, con kính đảnh lễ ơn Đức Phật, con kính đảnh lễ ơn Đức Pháp, con kính đảnh lễ ơn Đức Tăng. Dạ, con kính đảnh lễ sư, con kính đảnh lễ quý sư với cô tu nữ. Dạ, con xin kính chào với đạo hữu trong đạo tràng. Dạ, con thấy không ai hỏi, con muốn hỏi rồi sao giơ tay, có thấy có mấy người giơ tay. Dạ thôi con xin hỏi nhanh. Dạ sư, tại vì con thưa sư, tại vì con chỗ này con không có biết, con cũng mới học ở đây mà. À, con xin sư chỉ cho con ở cái chỗ này thưa sư, là trong cái biểu đồ vi diệu pháp đó thưa sư. À, con thấy chỗ 15 tâm sắc giới có cái hai cái nút tròn tròn trắng nó nằm ngoài đó thưa sư. Con thấy hai cái nút đó nó tâm tâm gì đó, thưa sư, có phải là tâm không mà không có nằm, không có thuộc trong 121 tâm đó thưa sư. Dạ, có những cái này con không biết, cái này học làm sao á thưa sư. Dạ, con xin kính xin sư dạy cho con ở chỗ này đi thưa sư. Dạ, con xin dâng mắt lại cho sư ạ. Nam mô Bổn Thầy. Dạ, kính bạch chư tôn. Dạ, kính thưa cho quý vị, hai cái tâm đó là hai cái tâm thần thông. Vậy nào mà hành thiền chỉ rồi rồi tới tới cái độ mà có thần thông đó, thì cái tâm trên là thần thông của phàm nhân và ba bậc thánh thấp, còn cái tâm dưới đó là thần thông của bậc A La Hán nha. Đó là cái tâm mà thần thông cái gì đó, có thần thông biểu diễn này biểu diễn nọ đó, thành ra cái đó là cái tâm đặc biệt, có không phải ai cũng có, thành ra họ không có liệt kê vô đó, mà họ chỉ viết cho biết là để mình hiểu rằng cái vị đó đó có thành công. Ừ. Vậy thôi chứ không có gì hết đó. Rồi còn mấy phút xin mời sư Quán Không ngân, nãy thấy đưa tay đó. Ừ. Ngoài sư Quán Không lên. Nam mô Bổn Sư Thích Ca, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Tha Dạ. Ông kính lễ chư tôn đức tăng, kính chào quý cô quý tín hữu thiết thực trong đạo tràng. Dạ, kính bạch ngài, dạ con thấy một số chùa cũng như là những gia đình thử khi mà thờ tránh ảnh hoặc là tường Phật, nhưng mà một thời gian thì nó hư. Rồi thì không biết xử lý như thế nào. Dạ. Cái điểm thứ hai là chính sách bằng vậy. Dạ. Con xin dân bích đến ngài ạ. À.
Nam mô Bố Thầy gia kính bạch chư tôn hiện giả, kính thưa chư quý vị. Thật sự là những cái tượng đó nếu mà nó hư nó rụng em nó cứ đập tôi cho có gì. Mình nhớ cái tượng đó để làm gì? Mình dùng cái hình tượng đó để mình tưởng nhớ tới ân đức của Đức Phật, tưởng nhớ tới những công đức của Ngài trong vòng 45 năm Ngài đã làm gì cho thế gian. Cái quan trọng là ấy chứ, mình lên mình lại Phật cũng vậy chứ. Có cái tượng Ngài ngồi đó mình lại là mình lại cái chính cái ân đức của Ngài, chứ mình lại đó mình lại cái tượng đâu có được, phải không? Thì khi mà cái tượng này nó cũng giống như cái tất cả vật bình thường, tới lúc nào đó thì nó cũng phải tan rã ra, nó phải hư cái này cái nọ, thì cái đem nó đập đi chứ sợ gì. mình đọc mình chỉ biết là mình đọc cái tượng thôi, cái tượng trưng của Đức Phật thôi, chứ mình đừng nghĩ là đập Đức Phật cái gì thì mới ấy chứ, nó không có sao hết á. Thì cứ đem ra, còn ở bên Thái thì họ không có đập, nhưng mà họ đem ra bỏ ngoài cái gốc cây bồ đề á. Cứ đem để đó rồi mưa nắng mưa gió thì nó cũng rã hết chứ nó đâu có ở lâu đâu, anh nó đừng có sợ cái đó. Mình nhớ mình kính trọng và mình đọc ân đức của Ngài, mình lễ bái ân đức của Ngài, chứ không phải lễ cái tượng đó. Thành ra nó không có gì mà phải sợ sệt cái vụ đó cả. Nam mô Bố Thầy gia. Nam mô Bố Thầy gia. Dạ, một lần nữa con kính đảnh lễ quý sư, quý cô tu nữ, con kính chào đạo tràng. Dạ, con thấy một câu hỏi cũng trầu hủ, hạnh pháp. Tại sao người nữ không thể là chuyển luân thánh vương, chánh đẳng, chánh giác, phạm thiên, chuyển luân thánh vương ạ? À? Dạ, kính cảm ơn đạo hữu đã đặt câu hỏi. Dạ, con kính nhân mít lại cho Ngài để Ngài trả lời câu hỏi ạ. À. Dạ, con xin xuống mít ạ. À. Nam mô Bố Thầy gia, kính bạch chư tôn hiện giả, kính thưa chư quý vị. Những có những cái mà lấy đó thì phải cái tâm phải đủ mạnh nha. Khi mà hành những cái pháp liên quan tới cái gì đó, cái tâm phải đủ mạnh. Thì có những cái mà người nữ cái tâm thì không có đủ mạnh để có thể thực hiện được một số cái pháp hành mà để có thể lên đó được nha. Thành ra người nữ không có thấy được cái đó. Người nữ cứ làm được nhiều chuyện có thể đắc vào thánh được, nhưng mà ví dụ như là chánh đẳng chánh giác cũng không được. Tại quý vị biết, người nữ mà bây giờ mình cứ nghĩ nguyện trong tâm bao nhiêu A Tăng Kỳ, nói ra lời bao nhiêu A Tăng Kỳ rồi được thọ ký bao nhiêu A Tăng Kỳ như vậy đó, thì thường thường mình không có cái khả năng. Thành ra có những cái ấy mà không được. Còn như Phạm Thiên, hỏi người nữ có để ra đắc thiền để sanh về cõi Phạm Thiên được hay không? Thường thường là đưa tất cả mọi người đều có thể đắc thiền, mà khi sanh lên đó đó thì trên đó đó là không có cái mình, nếu mình nói mình gọi người nữ thì nó không đúng, nghĩa là tất cả Phạm Thiên đều trong kinh nói là có cái tướng, cái tướng hay là cái thể chất của một cái vị mà Maha Purisa, tức là cái vị đại phàm nhân, thành ra người ta mới nói rằng lên đó là Phạm Thiên, không có người nữ. Thật sự lên đó là không còn giới tính nữa thì đúng hết. lên cõi đó thì không còn giới tính nữa, nhưng mà có cái thân thể giống như một người nam. Như vậy thành ra đó có những cái mà người nữ không thể lên đó được là như vậy, chứ không có gì đó. Còn bây giờ đó thì dễ thôi. Nếu mà cái người gì hỏi là người nữ đó mà muốn được đắc đạo quả đó, thì cứ hành đắc đạo quả thôi, đừng có ấy đó. Còn nếu mà muốn thành những cái vị chánh đẳng giác, chuyển luân thánh vương rồi đó, thì nên nguyện để sanh làm người nam, rồi lúc đó hành. Thật sự ra nguyện thành người nam bao nhiêu thời gian rồi hành để thành cái đó chi cho mệt vậy. Nguyện để thành A-la-hán cho rồi, cho nó khỏe, đi ra cho nhanh. Thành ra cái mấy chuyện đó không có ai dẫn đắc được. Những cái quan trọng cái làm sao mình tận diệt phiền não mình để mình không còn sanh tử luân hồi nữa, cái đó mới là quan trọng. Chứ còn muốn làm những dương này kia chánh đẳng giác, chánh đẳng chánh giác bây giờ nó thật sự với quý vị đó, người đã được thọ ký là trên 500 vị rồi, bây giờ quý vị một nguyện đó thôi bả thở luôn. Chúng tôi khuyên quý vị nên tập làm sao cho hết kia, hết phiền não,
nghĩa là diệt hết ấy là để thành bậc mà không còn tái sanh nữa là tốt nhất. Nam mô Bụt Thầy Giá Kinh Bạch Triều Tôn Nghĩa Giả. Kính thưa chị con xin nam nữ trong đạo tràng, hy vọng tất phước báo nào phát sanh trong pháp thoại ngày hôm nay xin hay là mối duyên lành để tất cả chư tôn hiện giả cùng cần sinh nam sinh nữ trong đạo tràng có được cơ hội để chấm dứt các ác pháp ngủ ngầm nơi tâm. Nam mô Bụt Thầy Giá, nam mô Thầm Mày Giá, nam mô Sẵn Khả Giá, nam mô Rạch Tăng Nát Tây Giá Xa. Rồi mời MC lên tụng kinh gì đó hồi hướng phước báo để nhờ nhờ sư Quán Không nha, nhờ sư Quán Không phục chúc rồi đóng rung luôn. Nam mô Bụt Thầy Giá. Dạ, sa thú. Dạ, con xin thay mặt đảnh kính tri ân Liễu Tông đã dành thời gian quý báu của mình để vô giảng dạy cho chúng con và hướng dẫn cho chúng con được đi đúng đường ạ. Và có suy nghĩ đúng. Dạ, con kính tri ân Ngài rất là nhiều ạ. Dạ, sau đây trước khi con thỉnh sư Quán Không chúc phúc, dạ con xin đạo tràng cùng con sám hối Phật bảo và Pháp bảo sau khi thính Pháp ạ. Uttamange na vandeham bada bang sung varuttamang buddheyo kalito doso buddho kamatutang mamang Uttamange na vandeham dhammang chaduvitam varam dhammeyo kalito doso dhammo kamatutang mamang Uttamange na vandeham sankhan chaduvithottamang sankheyo kalito doso sankho kamatutang mamang. Dạ, con kính thỉnh sư Quán Không có thể chúc phúc cho đạo tràng của chúng con sau thời pháp thoại ngày hôm nay ạ. Dạ, con kính thỉnh bàn tay của sư ạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sau đây Quán Không xin thay mặt chư tôn đức tăng mời khỏi kính chúc ngắn đến đạo tràng để hoàn mạng chương trình sinh hoạt sáng hôm nay. Bà tu sa ba mang ga lang ra khan tu sa ba de ba ta sa ba bút tha nu ba ve na sa da so thi ba quan tu te ba ba tu sa ba mang ga lang ra khan tu sa ba de ba ta sa ba tham ma nu ba ve na sa da so thi ba quan tu te ba ba tu sa ba mang ga lang ra khan tu sa ba de ba ta sa ba sang kha nu ba ve na sa da so thi ba quan tu te. Tất cả phước bao hằng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người. Do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư Tăng, các sự thánh lợi thường thường đến người. Sittamatu vidang phalang etasmin atanat yasmin sambasarana chetaso. Cầu xin cho quả của tâm tinh thành tam bảo cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Sa thu lần thay. Ya deva ta santi vihara wa sini thu be kare po. Thi khá rê ta hình ta hình ta thăm ma đa nê na phá văn tu bù chi ta sô tình ca rôn tê tha vi hà ra mân đa lê. Thê ra cha mát cha na quá ca cha phít ca vô sa ra bi ca đa na bà ti u pa sa ca. Gà ma cha đê sa ni gà ma cha ít sa ra sắp ba na phu ta su khi ta phá văn tu tê. Apu cha ya anda sampa wa sanse da cha ta athau pa pa tika niya ni kam tham ma warang bat cha te sampe